một quan chức Ukraine vừa bị cách chức bất ngờ, thừa nhận sự thật trên chiến trường. Nga ngỡ ngàng nhận sự thật cay đắng về đồng minh ruột. Thông điệp cứng rắn của Ukraine gửi tới phương Tây về việc xung đột Ukraine sẽ kết thúc như thế nào. Tiết lộ đặc biệt chiếc máy bay Nga bất ngờ xuất hiện ở Triều Tiên. Người đầu tiên trong số 19 bị cáo nhận tội trong vụ án can thiệp bầu cử ở Georgia của ông Trump Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Mời quý vị đến với những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia đã bị cách chức vào ngày 18 tháng 9. Tuy nhiên, bà vẫn luôn cập nhật tình hình và đưa ra những nhận định của mình viết trên Telegram. Bà Hanna Malia cho rằng tình hình ở mặt trận của lực lượng vũ trang Ukraine vẫn vô cùng khó khăn và thiếu rất nhiều vũ khí, trong khi đối phương rất mạnh và nhiều vũ khí hơn. Theo bà Malia, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, sự hỗ trợ đối với Kiev là chưa đủ vì quân đội Nga có nhiều vũ khí hơn. Bà Malia viết, nếu nhìn theo cách này, tình hình cực kỳ phức tạp. Hiện tại chúng ta đang tiến chậm, thế giới chưa chuẩn bị cho cuộc giao tranh của chúng ta, không có kho dự trữ nào được chuẩn bị. Bà Malia viết trên Telegram, chúng ta có thể giữ hoặc mất nhà nước do cuộc xung đột. Từ quan điểm đó, nó phải kết thúc bằng việc tiếp cận các công nghệ quân sự mới và các loại vũ khí mới chúng tôi đã kịp thời chuyển sang sử dụng vũ khí của NATO. Đối phương có nhiều vũ khí hơn, nhưng chúng tôi đã đạt được mức ngang bằng trong cuộc giao tranh do tính chuyên nghiệp của quân đội chúng ta và động lực của họ. Bây giờ cần phải có một bước đột phá về công nghệ để thay đổi cục diện cuộc xung đột và kết thúc nó trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo tờ Wall Street Journal đưa tin, một số loại vũ khí hạng nặng hiện đại của phương Tây không phù hợp với cuộc xung đột Ukraine vì chúng vốn được thiết kế để sử dụng trong các cuộc giao tranh với đối thủ yếu hơn nhiều. Trong những năm qua, mỹ và các đồng minh đã huấn luyện hàng chục nghìn binh sĩ ukraine theo các phương tiện truyền thông mùa hè này phương tây kỳ vọng kiev sẽ vận dụng kỹ năng và sử dụng vũ khí của họ để chọc thủng tuyến phòng thủ của nga ở phía nam tiền tuyến song theo wksg về nguyên tắc kiểu tác chiến vũ trang kết hợp mà washington đề xuất có thể không còn khả thi nữa trong khi đó máy bay không người lái đã trở nên ưu việt hơn chúng có thể nhanh chóng phát hiện bất kỳ lực lượng nào và phát động hỏa lực thậm chí các biến thể drone còn có khả năng vô hiệu hóa các hệ thống vũ khí đắt tiền hơn nhiều Kiev đã chỉ trích rằng việc thiếu hỗ trợ từ các nước phương Tây đã gây ra kết quả tồi tệ cho cuộc phản công mùa hè. Trong khi đó, giới chức Mỹ cho rằng Kiev đã lãng phí nguồn lực một cách không cần thiết, từ chối tập trung lực lượng cho một cuộc tấn công quyết định. Một số nhà quan sát cho rằng phương Tây nên tăng cường cung cấp vũ khí và mở rộng huấn luyện cho các tiểu đoàn và lữ đoàn của Ukraine, có thể là bằng cách cử các chuyên gia tới Ukraine nhằm tăng tốc quá trình trên. Phương Tây đang tăng cường sản xuất đạn dược. Mỹ tăng sản xuất đạn pháo từ 14.000 quả một tháng lên 28.000 quả một tháng và có mục tiêu sản xuất 100.000 quả một tháng vào năm 2025 vì thế lượng vũ khí sẵn có sẽ gia tăng. Tuy nhiên, vấn đề là phương Tây có sẵn sàng cung cấp đủ số lượng cho Ukraine hay không. Trong khi phương Tây kỳ vọng Ukraine sẽ tiến công nhanh hơn hoặc đạt được thỏa thuận với Nga để chấm dứt xung đột thì đó dường như là một mục tiêu thiếu thực tế ở thời điểm này. Mặc dù khẳng định Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng theo người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov, đến nay chưa có cơ sở để khởi động những cuộc đàm phán như vậy. Do vậy, Nga không có lựa chọn nào ngoài tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của mình ở Ukraine qua các biện pháp quân sự. Trong khi đó, mới đây, Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán với Kiev dựa trên tình hình thực địa và tính toán đến các lợi ích an ninh của Nga. Thưa quý vị, mối quan hệ giữa Kazakhstan và Nga đã xấu đi kể từ khi Nga tiến hành hoạt động quân sự tại Ukraine. Mới đây, Nga dường như bị quay lưng khi Tổng thống Kazakhstan nói rằng đất nước ông sẽ không giúp Nga lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Newsweek cho biết, mối quan hệ giữa Kazakhstan và Nga đã xấu đi kể từ khi Nga tiến hành hoạt động quân sự tại Ukraine bắt đầu từ tháng 2 năm 2022. Mới đây, Tổng thống Kazakhstan, ông Tokayev nói sau cuộc hội đàm trong chuyến thăm chính thức tới Berlin để gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Kazakhstan đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ tuân theo chế độ trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Nhà lãnh đạo Kazakhstan cũng tuyên bố, chúng tôi có liên hệ với các tổ chức liên quan để tuân thủ chế độ trừng phạt và tôi nghĩ phía Đức không nên lo ngại với các hành động có thể xảy ra nhằm phá vỡ chế độ trừng phạt. Trước đó, cũng trong chuyến thăm, hai bên đã yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin từ bỏ hoạt động quân sự ở Ukraine. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Sol đã nêu lập trường của Đức và nhận định việc làm của Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế. Theo ông Sol, khi Tổng thống Putin tiếp tục kéo dài cuộc xung đột với Kiev, Đức sẽ đưa ra những biện pháp cần thiết để ngăn cản việc này, trong đó có cả những lệnh trừng phạt đã áp đặt đồng thời tổng thống Tokayev cũng khẳng định Kazakhstan ủng hộ việc chấm dứt một cách nhanh chóng và ngay lập tức các hành động quân sự cũng như tuân thủ các nghị quyết của Liên hợp quốc. Theo tổng thống Kazakhstan, tình hình thực tế rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi sự cố ngừng hoạt động tại nhà máy điện Ma-X mới đây cho thấy rằng Kazakhstan vẫn phụ thuộc vào Nga bất chấp những động thái xích lại gần phương Tây gần đây. Bộ trưởng năng lượng Kazakhstan Almasadam Sakaliyev cho biết. Khi đó, công ty dầu khí Nga Gazpromnet đã nhanh chóng tiến hành giao sang AL95 cho Kazakhstan để hỗ trợ xử lý vấn đề. Mặc dù Kazakhstan đã nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào Nga, nhưng vẫn phải thảo luận về việc nhập khẩu khí đốt từ Moscow. Chuyên gia Godwin nhận xét, Kazakhstan giờ đây đứng trước một loạt lựa chọn rất khó khăn. Nước này không có thời gian hoặc vốn để xây dựng công suất điện của riêng mình hoặc cung cấp khí đốt cho nhu cầu công nghiệp và sinh hoạt của chính mình. Thay vào đó, họ phải quay sang Nga, nước mà Kazakhstan đã phụ thuộc rất nhiều vào các tuyến đường xuất khẩu và các mối quan tâm chiến lược quan trọng khác. Tốc độ phản công chậm chạp và không tạo ra sự đột biến trên tiền tuyến có thể dẫn đến việc phương Tây giảm dần sự hỗ trợ cho Ukraine. Đó là nhận định của tờ báo Mỹ New York Times hôm 28 tháng 9. Trong những tháng gần đây, xung đột Nga-Ukraine vô cùng căng thẳng, nhưng thế trận hầu như không thay đổi. Các quan chức Kiev đổ lỗi cho hệ thống phòng thủ vững chắc và các bãi mìn rộng lớn của Nga cùng việc phương Tây chậm trễ cung cấp vũ khí là nguyên nhân dẫn đến cuộc phản công của Ukraine không tạo ra đột phá. Cuộc phản công bị trì trệ hiện đang gây rủi ro rất lớn cho Ukraine. Nếu Ukraine khó giành lại quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn, sự hỗ trợ của phương Tây có thể sẽ suy giảm do không sẵn sàng viện trợ thêm vũ khí cho Kiev. Marina Marin, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại khoa nghiên cứu chiến tranh của Đại học King College London cho rằng chiến lược của Nga là để cho Ukraine tổn thất thiết bị phương Tây trên chiến trường càng nhiều càng tốt. Tờ báo Mỹ New York Times chỉ ra rằng cuộc phản công của Ukraine sẽ gặp nhiều thách thức trong thời gian tới do yếu tố thời tiết. Những cơn mưa lớn vào mùa thu có thể khiến mặt đất trở nên lầy lội, nhiều bùn, khiến các xe tăng hạng nặng do phương Tây cung cấp như M1 Abrams của Mỹ gặp khó khăn trong việc di chuyển. Lo ngại về sự suy giảm hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine xuất hiện khi Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergei Machenko thừa nhận rằng trong khi nước này đã đảm bảo được khoảng 42 tỷ đô la Mỹ tài trợ để giúp bù đắp thâm hụt ngân sách, ngày càng có ít quốc gia sẵn sàng chi tiền cho Kiev. Ngày 25 tháng 9, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói, Lầu Năm Góc chỉ có thể hỗ trợ Ukraine trong vài tuần nữa nếu Quốc hội Mỹ không thông qua dự luật tài trợ mới. Mỹ vẫn còn tiền tài trợ trong vài tuần tới, nhưng nếu không có ngân sách bổ sung theo yêu cầu, điều đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ cho Ukraine trong những tháng mùa thu và mùa đông, ông Kirby cho biết. Cuộc tranh luận về dự luật chi tiêu mới trong nội bộ Mỹ phần lớn tập trung vào viện trợ bổ sung cho Kiev. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định khủng hoảng ngân sách hiện tại sẽ không ảnh hưởng đến viện trợ của nước này cho Ukraine. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Chris Sherwood cho biết quân đội Mỹ coi sự hỗ trợ cho Kiev là thiết yếu. Washington đã phê duyệt hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự trực tiếp cho Kiev kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2 năm 2022. Moscow nhiều lần chỉ trích các chuyến hàng vũ khí nước ngoài tới Ukraine cho rằng những chuyến hàng này sẽ không thay đổi cục diện mà chỉ khiến xung đột kéo dài. Đàm phán về thỏa thuận nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tiếp tục bế tắc. Trong tuần này, ông McCarthy đã tìm cách gây áp lực lên tổng thống Joe Biden khi hai viện quốc hội lại đi theo hướng trái ngược nhau trong chiến lược nhằm ngăn chặn chính phủ đóng cửa. Trước đó, thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật lùi thời hạn đóng cửa chính phủ vào ngày 17 tháng 11 đồng thời tạm thời duy trì nguồn kinh phí ở mức hiện tại để có thêm thời gian cho các cuộc đàm phán và cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ cho Ukraine cứu trợ thiên tai. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện coi dự luật này đã không còn hiệu lực vì Hạ viện đang đưa ra một biện pháp tạm thời, trong đó có dự luật về biên giới cộng với việc cắt giảm mạnh chi tiêu của chính phủ. Ông McCarthy đã nhiều lần kêu gọi Tổng thống Joe Biden ngồi vào bàn thương lượng khi Đảng Cộng hòa muốn thay đổi trong chính sách biên giới và cắt giảm chi tiêu hơn nữa, coi đây như một phần của thỏa thuận nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa. Song đảng dân chủ cho rằng ông McCarthy đang ở thế yếu hơn so với hồi đầu năm nay khi sử dụng nguy cơ vỡ nợ quốc gia làm đòn bẩy để đạt được một thỏa thuận với tổng thống Joe Biden về giới hạn ngân sách. Lối thoát duy nhất nằm ở khả năng các nhà lập pháp trong quốc hội Mỹ đạt được một đồng thuận trước 0 giờ 01 sáng ngày mùng 1 tháng 10 theo giờ địa phương. Thời điểm bắt đầu năm tài chính mới, khác với truyền thống cuộc bỏ phiếu dự luật ngân sách ở Quốc hội thường chứng kiến đối đầu giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, bế tắc lần này lại xuất phát từ sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Đảng Cộng hòa về vấn đề thuế và chi tiêu, trong đó có gói viện trợ 24 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Trong phát biểu mới nhất liên quan đến khả năng đóng cửa chính phủ, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định diễn biến này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Theo giới quan sát, trong tình huống xấu nhất Tất cả các cơ quan liên bang không thiết yếu sẽ phải tạm ngừng hoạt động. Ước tính 438 cơ quan chính phủ sẽ bị ảnh hưởng, khiến dịch vụ công gián đoạn. Những dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm báo cáo việc làm, lạm phát, chi tiêu tiêu dùng, vốn đặc biệt quan trọng với các nhà hoạch định chính sách và đầu tư, bị đình chỉ công bố vô thời hạn. Ngoại lệ là một số chương trình liên bang, ví dụ như dịch vụ thư tín, nhóm này không bị ảnh hưởng vì sử dụng nguồn tài chính nằm ngoài quy trình phân bổ ngân sách hàng năm của Quốc hội Mỹ. Nền kinh tế Mỹ đương nhiên sẽ trao đảo vì sự cố lần này. Giờ rõ ràng là lúc các nhà lập pháp Mỹ cần tập trung thảo luận để tìm tiếng nói chung trước khi quá muộn. Nỗ lực này cũng sẽ đảm bảo rằng ngay cả khi quả bom nổ chậm không thể tháo gỡ kịp thời, thì thời gian đóng cửa của chính phủ Mỹ sẽ chỉ ở mức tối thiểu, qua đó hạn chế tối đa những hậu quả không mong muốn. Theo Sputnik, Hạ viện Mỹ với thành viên Đảng Cộng hòa chiếm đa số đã bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng năm 2024, 826 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, dự luật này sẽ không bao gồm 300 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo đó, khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine sẽ được tách thành một dự luật riêng. Sau đó dự luật được đa số thành viên trong Hạ viện thông qua với số phiếu 311 trên 117. Dự luật viện trợ cho Ukraine sẽ tiếp tục trình lên thượng viện Mỹ để thông qua trong thời gian tới quyết định tạo ra một dự luật riêng cho Ukraine đã đánh dấu một bước ngoặt lớn sau khi hầu hết các đảng viên Đảng Cộng Hòa chống lại một đề xuất tương tự một ngày trước đó nhằm loại bỏ những khoản viện trợ cho Ukraine khỏi dự luật chi tiêu của Lầu Năm Góc. Đảng Cộng Hòa đã nhiều lần xung đột với Đảng Dân Chủ về viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Kiev đã nhận được hơn 76 tỷ đô la Mỹ từ Washington kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau phiên bỏ phiếu của Hạ viện cho biết bà ủng hộ việc dừng các khoản viện trợ quân sự cho Ukraine bằng tiền thuế của người dân Mỹ. Đồng thời nhấn mạnh thêm rằng họ đã thành công trong việc ngăn chặn dự luật viện trợ 300 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Đây là một chiến thắng cho người dân Mỹ và cho hòa bình. Trong tuyên bố gần đây của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy với báo chí, ông cho biết sẽ bác dự luật chi tiêu 300 triệu đô la Mỹ cho Ukraine khỏi dự luật quốc phòng, đồng thời tách riêng cuộc bỏ phiếu dự luật này với dự luật chi tiêu quốc phòng năm 2024 của Lầu Năm Góc. Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh có báo cáo về việc chính phủ Mỹ ngày càng có khả năng đóng cửa vào ngày 1 tháng 10 nếu như dự luật chi tiêu liên bang không được lưỡng viện thông qua trước ngày 30 tháng 9. Trước đó, chủ tịch Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát, Kevin McCarthy cũng đã bác dự luật tài trợ tạm thời mà Thượng viện đề xuất, khiến nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa thêm cao. Ông McCarthy nói rằng không thấy sự ủng hộ ở Hạ viện đối với dự luật tạm thời của Thượng viện, mặc dù dự luật nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện bao gồm lãnh đạo phe thiểu số Cộng hòa, Mitch McConnell. Ngày 26 tháng 9, Thượng viện Mỹ đề xuất một dự luật tạm thời và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ nghị sĩ lưỡng đảng tại viện. Theo dự luật tạm thời của Thượng viện, chính phủ liên bang sẽ được tài trợ cho đến ngày 17 tháng 11, giúp các nhà lập pháp có thêm thời gian để thống nhất về mức tài trợ cho toàn bộ năm tài chính mới, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Dự luật này giới hạn khoản viện trợ cho Ukraine còn 6 tỷ đô la Mỹ, cắt giảm rất nhiều so với con số 25 tỷ đô la Mỹ mà Thượng viện mong đợi ban đầu. Thưa quý vị, một máy bay quân sự bí ẩn của Nga đã đáp xuống Bình Nhưỡng trong tuần này nhưng chưa rõ mục đích. Sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vừa kết thúc chuyến thăm Nga. Theo Bloomberg, dữ liệu của website trên theo dõi máy bay Flyradar 24 cho thấy chiếc Ilyushin Il-62M của không quân Nga đã bay từ Moscow sang thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, hạ cánh vào sáng 26 tháng 9. Số đuôi của máy bay cho thấy nó là chiếc đã bay từ Nga sang Triều Tiên vào tháng 8 vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thăm Bình Nhưỡng và được giới thiệu các hệ thống vũ khí mới nhất của Triều Tiên. Trang NK News, chuyên theo dõi hoạt động của Triều Tiên đoán rằng chiếc máy bay đã chở các quan chức quân sự đến để bàn bạc về việc chuyển giao vũ khí hoặc công nghệ. Nga và Triều Tiên chưa bình luận về thông tin này. Gần đây, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thăm Nga trong gần một tuần. Khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ nhau tại vùng Viễn Đông Nga vào hôm 13 tháng 9 và tham dự cuộc họp kéo dài tới 5 tiếng đồng hồ ở sân bay vũ trụ Vostochny mà trong đó, theo lời ông Putin, ông Kim đã bày tỏ sự quan tâm lớn, Triều Tiên coi công nghệ vũ trụ là một ưu tiên. Ông Kim đưa ra sự ủng hộ cho tổng thống Putin sau các cuộc hội đàm. Ông nói: "Tôi sẽ luôn sát cánh với nước Nga." Trong khi đó, tổng thống Putin mô tả cuộc trao đổi với chủ tịch Kim là rất thực chất. Cuộc họp thượng đỉnh này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ cảnh báo từ trước đó rằng đàm phán về vũ khí đang tích cực tiến triển giữa Nga và Triều Tiên. Chưa có thỏa thuận nào được công bố sau hội đàm Nga Triều Tiên, còn phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay hai nhà lãnh đạo không ký bất cứ thỏa thuận nào trong quá trình hội đàm. Nhưng việc ông Putin và ông Kim nói chuyện trực tiếp với nhau là tín hiệu phản ánh mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa hai nước, hai quốc gia hiện cùng đối mặt với sự cô lập của phương Tây, với Nga là do liên quan đến xung đột Ukraina, còn với Triều Tiên là do chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Khi kết thúc chuyến thăm Nga, ông Kim nhận được món quà chia tay là một áo giáp chống đạn và một số máy bay không người lái UAV. Hãng tin John Hap đưa tin, theo thông báo vào hôm nay 30 tháng 9 của quân đội Hàn Quốc, cuộc tập trận diễn ra vào ngày 25 tháng 9 có sự tham gia của khoảng 60 cảnh sát quân sự từ Mỹ và Hàn Quốc. Địa điểm diễn tập là trung tâm huấn luyện Rodriguez ở thành phố Pocheon, nằm cách khu phi quân sự DMZ, ngăn cách Hàn Quốc và Triều Tiên khoảng 30 km về phía Nam. Trong quá trình huấn luyện, hai bên đã cùng thực hiện tìm kiếm và giả soát các tòa nhà, giải cứu con tin, xác định vị trí và khống chế những phần tử cực đoan. Mục đích của cuộc tập trận là nâng cao khả năng cho các binh sĩ trong hoạt động chống phần tử cực đoan ở môi trường đô thị thông qua huấn luyện chiến đấu cận chiến. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên gần đây liên tục tiến hành các cuộc thử vũ khí, bao gồm tên lửa, Bình Nhưỡng cũng chỉ trích các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc, coi đây là động thái chuẩn bị cho cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên. Trước đó, Mỹ, Hàn, Nhật đã tổ chức các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa hải quân chung ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Theo thông báo của lực lượng quân đội Hàn Quốc, ba quốc gia đã tổ chức các cuộc tập trận ở vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Jeju, phía nam Hàn Quốc, để cải thiện khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu, cũng như chia sẻ thông tin trong trường hợp Bình Nhưỡng gia tăng hành động. Hồi tháng 8, Bộ Tổng tham mưu Triều Tiên đã tiến hành một cuộc tập trận tấn công hạt nhân chiến thuật, mô phỏng việc loại bỏ các sở chỉ huy và sân bay quan trọng ở Hàn Quốc. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, đơn vị tên lửa của quân đội Triều Tiên đã thực hiện chính xác nhiệm vụ tấn công hạt nhân thông qua các vụ nổ trên không ở độ cao định sẵn 400m trên hòn đảo mục tiêu. Ám chỉ vụ phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngay trong đêm. Bình Nhưỡng đã tiến hành các cuộc diễn tập chỉ huy quân sự dưới sự giám sát của Chủ tịch Kim Jong-un tại Sở Chỉ huy Huấn luyện thuộc Bộ Tổng tham mưu. Theo bình luận của mạng tin châu Âu Euratic.com vừa qua, trong thời gian gần đây, các quan chức phương Tây đã cảnh báo về một cuộc giao tranh kéo dài ở Ukraine. Mỹ khẳng định họ sẽ duy trì sự ủng hộ miễn là cần thiết, như Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần đưa ra trong năm nay. Ở châu Âu, Anh, Pháp, Đức và đặc biệt là các nước ở đông âu đều có tuyên bố tương tự các nhà phân tích chỉ ra thực tế rằng điều này phụ thuộc cả vào khả năng cung cấp cho ukraine đủ vũ khí đạn dược và ý chí chính trị để làm điều đó nhưng một số nước châu âu đã bắt đầu lo lắng và mối lo ngại đang dần nổi lên ở cả hai bờ đại tây dương rằng sự hỗ trợ đó có thể không được duy trì khi những dạn nứt đã xuất hiện trong một liên minh phương tây vốn từng thống nhất đứng sau ukraine tình thế chính trị trước bầu cử ở ba lan và slovakia nơi có tranh cãi thương mại với Ukraine về vấn đề ngũ cốc, đã gây căng thẳng và sự phản đối ngày càng tăng Đảng Cộng hòa ở Mỹ đối với khoản viện trợ lớn của Washington để hỗ trợ cho Ukraine đã làm dấy lên những bất ổn mới về cam kết của phương Tây sau gần 19 tháng nổ ra xung đột. Trước tình hình đó, trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình mới đây, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Alexei Danilov, nói rằng Mỹ và các đồng minh nhiều lần tuyên bố sẽ sát cánh cùng Kiev đến chừng nào cần thiết. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine cho biết các nước phương Tây ủng hộ Kiev chưa bao giờ xác định việc sát cánh đó sẽ diễn ra cho đến khi Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. Theo ông Danilov, Kiev cần biết liệu phương Tây có sát cánh cùng Ukraine đến khi nước này chiến thắng trong cuộc xung đột hay không hay sự ủng hộ của họ sẽ dừng lại sau khoảng thời gian nhất định. Trong khi, ông Alexei Arestovic, cựu cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết xung đột giữa Nga và Ukraine có thể kéo dài hơn một thập kỷ tới và dự đoán rằng hai quốc gia khó có thể giải quyết những bất đồng trong tương lai gần. Tuy nhiên, ông lập luận rằng cuộc đối đầu không nhất thiết phải mang tính chất quân sự. Hai bên có thể đạt được lệnh ngừng bắn hoặc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch, nhưng xung đột sau đó sẽ tiếp tục trên các mặt trận ngoại giao, tình báo, kinh tế và thông tin. Ông Arestovic cho biết, ông từng đưa ra dự báo về thời điểm kết thúc xung đột ở Ukraine hồi tháng 4 năm 2022, chỉ 2 tháng sau khi xung đột nổ ra. Ông cho biết tuyên bố của ông đã gây sốc cho mọi người vào thời điểm đó. Trước đó, hôm 19 tháng 9, hãng Bloomberg đưa tin nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới G7 dự đoán cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể kéo dài thêm 6 đến 7 năm nữa. Nguyên nhân khiến xung đột kéo dài là do cuộc phản công của Ukraine diễn ra chậm chạp, khiến phương Tây hạ thấp kỳ vọng. Thưa quý vị, Đến nay, Scott Hahn, một đồng minh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, là người duy nhất trong số 19 bị cáo, trong đó có cả ông Trump, đã thừa nhận phạm 5 tội danh nhẹ vì vai trò trong vụ án can thiệp vào tổng tuyển cử năm 2020 ở bang Georgia. Tờ The Guardian ngày 30 tháng 9 đưa tin một đồng phạm của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nhận tội trong vụ án hình sự cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ tại bang Georgia vào năm 2020. Ông Scott mươi 59 tuổi, cựu giám sát viên bầu cử của Đảng Cộng hòa, trở thành người đầu tiên trong số 19 bị cáo đạt thỏa thuận nhận tội sau khi bồi thẩm đoàn hạt Fulton, Georgia truy tố hồi tháng trước. Bị cáo này được bảo lãnh tại ngoại. Cho đến nay, ông Trump và 17 đồng bị cáo còn lại trong vụ án chưa nhận tội. Ông Han đã đến tòa án tối cao hạt Fulton ở Atlanta, Georgia nhận tội vào chiều 29 tháng 9 giờ địa phương. Thỏa thuận nhân tội giúp ông tránh phải ngồi tù và thay vào đó chịu án 5 năm quản chế nộp phạt 5.000 đô la Mỹ, thực hiện 200 giờ lao động cùng ích, cũng như công khai xin lỗi bang vì đã cố gắng can thiệp vào tổng tuyển cử tháng 11 năm 2020. Đồng thái bất ngờ của ông Han được đưa ra sau khi ông đưa ra một bản ghi âm cho các công tố viên và nhiều khả năng họ sẽ sử dụng lời khai đó để chống lại cựu luật sư của Trump là bà Sidney Power khi bà ra tòa vào tháng 10. Trong lần hầu tòa cuối tháng trước, ông Trump đã thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc chống lại mình ở Georgia. Cựu lãnh đạo Nhà Trắng đồng thời cáo buộc vụ truy tố này là âm mưu chính trị nhằm cản bước ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Các luật sư của ông Trump hôm 28 tháng 9 đã nộp hồ sơ pháp lý khẳng định ông sẽ không tìm cách chuyển vụ việc ở Georgia lên tòa án liên bang xét xử. Hôm 27 tháng 9, ông Biden tham dự sự kiện gây quỹ tranh cử tổng thống tại thành phố San Francisco, bang California. Đương kim tổng thống Mỹ được xem là ứng viên số 1 đại diện cho Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2024. Cách đó chừng 600 km, Đảng Cộng hòa cũng sôi động với màn tranh luận của bảy ứng viên ở thành phố Simi Valley, California. Tuy nhiên, theo nhận xét của hãng tin AP, ông Biden có vẻ không quan tâm lắm đến điều này khi sân khấu của buổi tranh luận không có sự tham gia của ông Trump. Tương tự tình hình của ông Biden bên Đảng dân chủ, hiện nay ông Trump được xem là ứng viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng hòa. Tổng thống Biden nhiều lần nhắc đích danh ông Trump cho rằng ông Trump là đối thủ tiềm năng trong cuộc đua vào nhà trắng năm 2024, báo hiệu khả năng tái đấu giữa hai ứng viên Biden và Trump như lần bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2020. Hãng tin AP dẫn lời ông Biden trong buổi gây quỹ nêu trên Tôi tranh cử vì Đảng Dân Chủ vẫn đang đối diện với nguy cơ vào năm 2024. Donald Trump và Đảng Cộng Hòa MAGA viết tắt của khẩu hiệu Vì nước Mỹ vĩ đại lần nữa, quyết tâm phá hủy nền dân chủ Mỹ. Phát biểu trên là minh chứng cho thấy ông Biden đang tập trung vào ông Trump và bỏ qua các ứng viên Đảng Cộng Hòa khác. Mới đây, Đảng Cộng Hòa kiểm soát đa số tại Hạ viện Mỹ đã chính thức phát động một phiên điều trần luận tội Tổng thống đương nhiệm hôm 28 tháng 9 theo giờ địa phương. Trong đó, điều tra tài chính gia đình Biden nói chung và các giao dịch kinh doanh của con trai ông là Hunter Biden. Phiên điều trần hôm thứ Năm không có nhân chứng cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh của gia đình ông Biden. Thay vào đó, các nhà lập pháp đã lắng nghe ý kiến từ các nhân chứng là chuyên gia về luật thuế, điều tra tội phạm và hiến pháp. Phiên điều trần kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ, diễn ra trong bối cảnh các đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện phải đối mặt với sự phản đối từ các đồng nghiệp và sự miễn cưỡng từ chính các thành viên trong đảng tại Thượng viện. Những người lo ngại về sự phân nhánh chính trị đồng thời cho rằng việc kết án và miễn nhiệm tổng thống Biden gần như là không thể. Đây được cho là động thái khơi mào có tính rủi ro cao đối với Đảng Cộng hòa diễn ra trong bối cảnh chính phủ liên bang nhiều khả năng phải đóng cửa cuối tuần này. Đảng Dân chủ vốn chỉ trích cuộc điều tra là một âm mưu chính trị nhằm làm suy yếu ông Biden trong cuộc đua tái tranh cử tổng thống 2024 đã mời Michael Gerard, một giáo sư luật, người cũng từng xuất hiện với tư cách là chuyên gia trong các thủ tục luận tội trước đây. Tuy nhiên, vẫn còn những câu hỏi khi Đảng Cộng hòa đào sâu vào vấn đề tài chính của gia đình Biden, đặc biệt là Hunter Biden, người đã thừa nhận có sử dụng ma túy trong phần lớn thời gian bị giám sát. Đảng Cộng hòa đã điều tra Hunter Biden trong nhiều năm kể từ khi cha ông còn là Phó Tổng thống Mỹ. Trước phiên điều trần hôm 28 tháng 9, Đảng Cộng hòa đã công bố một loạt tài liệu và hồ sơ ngân hàng mới, nêu chi tiết các giao dịch chuyển khoản từ một doanh nhân Trung Quốc đến Hunter Biden vào năm 2019. Hunter Biden đã liệt kê địa chỉ của cha mình trên biểu mẫu chuyển khoản mà Đảng Cộng Hòa cho rằng là một manh mối rõ ràng. Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện cũng đang xem xét một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về thuế và việc sử dụng súng của Hunter Biden bắt đầu từ năm 2018. Bộ Tư pháp đã bao che cho gia đình Biden. Hạ nghị sĩ Jason Smith, một đảng viên Cộng Hòa Missouri, hiện là chủ tịch của một ủy ban tại Hạ Viện. Chủ tịch Hạ Viện Kevin McCarthy đã công bố cuộc điều tra luận tội trong tháng này được thúc đẩy bởi cựu Tổng thống Donald Trump, được cho là đối thủ hàng đầu của ông Biden trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024 và với áp lực ngày càng tăng từ cánh hữu để tránh nguy cơ bị sa thải khỏi vị trí lãnh đạo tại Hạ viện. Mới đây, liên quan đến căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông, Philippines đã tháo gỡ các hàng rào nổi dài khoảng 300 mét ở khu vực gần bãi cạn Scarborough, đồng thời tuyên bố không lùi bước trước cảnh báo của phía Trung Quốc về vấn đề này. Bên phía Trung Quốc phản đối thông tin do phía Philippines đưa ra, đồng thời khẳng định phía Trung Quốc đã khôi phục các phao nổi gần Scarborough vào ngày 23 tháng 9 sau khi đã thiết lập hàng trào nổi ấy vì một tàu Philippines xâm nhập bất hợp pháp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh đó là những biện pháp cần thiết sau khi tàu cá Philippines xâm nhập vào vùng biển của họ. Phát biểu trong một cuộc điều trần ở Quốc hội ngày 28 tháng 9, Phó trợ lý, bộ trưởng quốc phòng Mỹ, phụ trách Nam Á và Đông Nam Á Linh Seypho khẳng định hành động của Philippines là một bước đi táo bạo nhằm bảo vệ chủ quyền của chính mình. Ngoài ra, bà Pho tái nhấn mạnh cam kết của Mỹ với Philippines, một đồng minh của Washington, ở châu Á. Trước đó, trên mạng xã hội X, phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Philippines Jay Tariela viết rằng lực lượng này cùng Cục Ngư nghiệp và Nguồn lợi Thủy sản Philippines lên án mạnh mẽ việc Trung Quốc lắp đặt rào chắn tại một phần thuộc bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Theo ông Tariela, lực lượng tuần duyên Philippines và nhân viên Cục Ngư nghiệp và Nguồn lợi Thủy sản Philippines đã phát hiện ra rào chắn nổi ước tính dài 300 mét trong cuộc tuần tra định kỳ gần bãi cạn Scarborough vào ngày 22 tháng 9. Ông Tariela còn viết rằng ba chiếc xuồng bơm hơi của lực lượng hải cảnh Trung Quốc và một tàu dân quân biển Trung Quốc đã lắp đặt rào chắn nói trên khi tàu Philippines đến khu vực. Những chiếc xuồng Trung Quốc đó đã phát đi 15 thông điệp qua vô tuyến cáo buộc tàu cũng như ngư dân Philippines vi phạm luật pháp quốc tế và luật của Trung Quốc trước khi rời đi khi thấy có sự hiện diện của nhân viên truyền thông trên tàu Philippines. Philippines đã mất quyền kiểm soát bãi Scarborough vào Tây Trung Quốc sau cuộc đối đầu năm 2012. Bắc Kinh để các ngư dân Philippines vào đánh bắt trong vùng biển này, khi quan hệ song phương ấm lên dưới thời chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte. Tuy nhiên, căng thẳng gia tăng từ khi ông Ferdinand Marcos Jr. trở thành Tổng thống từ năm ngoái. Ông Tariela cho biết, ba tàu nổi vỏ cứng của hải cảnh và một tàu dân quân biển Trung Quốc thả rào chắn này khi tàu của Philippines đến gần. Các ngư dân Philippines cho biết, Trung Quốc thường lắp rào chắn như vậy khi họ giám sát một số lượng lớn ngư dân trong khu vực. Thưa quý vị, sau nhiều tháng giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine, ngoài những binh sĩ gồng mình để chiến đấu trên chiến trường, thì đằng sau đó các nhân viên y tế, những người được mô tả là thiên thần hộ mệnh của Ukraine cũng đang làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Họ đang cố gắng chạy đua với tử thần để cứu những người lính bị thương. Các nhân viên y tế, những người được mô tả là thiên thần hộ mệnh của Ukraine, hét lên khi họ chạy ra xe cứu thương đang đến. Mã 300 là viết tắt của thương binh. Họ đang cố gắng chạy đua với tử thần nhằm cứu hai người lính bị thương để anh không trở thành 200 hoặc chết. Lúc đó là khoảng 10 giờ sáng ở một ngôi làng gần thành phố Bakhmut, khu vực Donetsk, miền đông Ukraine. Một chiếc xe cứu thương cũ nát lao đến trước cửa một bệnh viện giã chiến tạm bỡ để đưa những binh sĩ bị thương nặng trong một cuộc tấn công dữ dội ở tiền tuyến chỉ cách đó 7 km những thiên thần hộ mệnh lao ra mở cửa, đưa những người bị thương lên cáng và khiêng vào phòng mổ. Các bệnh nhân được cuốn trong những chiếc chăn, một người chảy máu rất nhiều từ bụng và được bác sĩ thăm khám cẩn thận. Sự anh hùng trên chiến trường của những người lính Ukraine đã được ghi chép đầy đủ. Ít được biết đến hơn là các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế liều mạng để cứu những người bị thương. Quân đội Ukraine gọi họ là thiên thần hộ mệnh. Có từ 10 đến 15 bệnh viện dã chiến kiểu này được thiết lập xung quanh các tuyến đầu ở phía Nam và phía Đông Ukraine tất cả đều nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga. Bệnh viện Meknikov là một trong những cơ sở y tế lớn nhất ở Ukraine, nằm ở tỉnh Dnipropetrov, giáp với vùng Donbass. Các thương binh được chuyển về bệnh viện Meknikov từ những chiến hào ở phía đông, các khu rừng phía bắc và cánh đồng phía nam vào cuối buổi chiều. Số thương binh Ukraine tăng cao trong lúc lực lượng này mở chiến dịch phản công từ hồi tháng 6 nhằm giành lại những khu vực do quân đội Nga kiểm soát. Các bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện Meknikov đang trong giai đoạn bận rộn nhất kể từ khi xung đột nổ ra. Ukraine không công khai thương vong trong chiến sự, coi đây như bí mật quốc gia, nhưng bệnh viện Meknikov có thể coi như một thước đo. Khối lượng công việc các bác sĩ đã tăng mạnh trong thời gian gần đây khi xử lý tới 50 đến 100 ca phẫu thuật mỗi đêm. Bác sĩ Serhiy Ryzenko, 59 tuổi, làm việc tại bệnh viện Meknikov nói: "Tại đây, chúng tôi chứng kiến những điều tồi tệ nhất ở tiền tuyến. Chúng tôi có 50 phòng phẫu thuật và vẫn không đủ." Bác sĩ Gemey Teshina nói: "Chúng tôi cũng đang bảo vệ tiền tuyến của riêng mình ở đây, Chúng tôi hiểu mình phải làm nhiệm vụ đó Ole Tokachuk, 47 tuổi Một bác sĩ đến từ thị trấn nhỏ Kolima Phía tây vùng Ivano-Frankivsk Cho biết Vào đầu tháng 6, có những ngày có rất nhiều bệnh nhân mỗi ngày Do hoạt động của các đơn vị chiến đấu Ukraine Ông Tokachuk nói thêm rằng Có số đó nhiều hơn từ 20 đến 30 So với số lượng họ có thể xử lý Nhưng số lượng binh lính bị thương tăng vọt lên mỗi ngày Khi thị trấn Soledad rơi vào tay lực lượng Nga Vào tháng 1 năm nay Đối với bác sĩ Tokachuk điều khiến ông tiếp tục nỗ lực chạy đua với tử thần hàng ngày để cứu mạng bệnh nhân là lòng biết ơn sâu sắc đối với những người lính nơi tiền tuyến. Ông nói: Y tế là một công việc rất quan trọng nhưng nó chẳng là gì so với những gì những người lính trong chiến hào đang làm. Vì vậy khi một trong số họ đến đây và tôi có thể cứu sống người anh hùng đang nằm trên chiếc bàn trước mặt tôi, đó là một vinh dự. Thưa quý vị, các cuộc tấn công của Nga và bờ Tây sông ĐDP nhằm ngăn chặn các nỗ lực vượt sông và tái triển khai quân tiếp viện của Ukraine không lâu trước đó, Ukraine đã thực hiện kế hoạch vượt sông đời DEP để qua đến bờ đông, xâm nhập vào vùng mà Nga đang nắm giữ nhưng đã bị ngăn chặn. Việc tiếp tục tiến công ở hướng khác của Ukraine đã khiến Nga nâng cao cảnh giác và lên kế hoạch loại bỏ nó. Ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào We Are Together with Russia, cho biết các lực lượng Nga đang thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu và các mục tiêu ở bờ Tây sông Dnep ở vùng Kherson nhằm ngăn chặn kế hoạch chuẩn bị vượt sông và tiến quân của lực lượng Ukraine. Trước đó, quan chức tỉnh Kherson do nga bổ nhiệm thông báo lực lượng nước này đã chặn nhóm biệt kích Ukraine vượt sông Dnep sang bờ đông. Nga kiểm soát phần lớn diện tích tỉnh Kherson vài tuần sau khi xung đột với Ukraine bùng phát, rồi sáp nhập khu vực này sau cuộc trưng cầu dân ý tháng 9 năm 2022 lực lượng Nga tháng 11 năm 2022 rút khỏi khu vực bờ Tây sông Dniep, trong đó có thủ phủ Kherson, Sân, để củng cố lực lượng ở bờ Đông. Hiện Nga kiểm soát khoảng 70% diện tích tỉnh Kherson. Sân, Kiev nhiều lần khẳng định họ sẽ giành lại lãnh thổ. Ukraine tung nhiều lữ đoàn do NATO huấn luyện với vũ khí phương Tây và kế hoạch phản công, nhiều lần tuyên bố đạt thành công một phần và cho biết đã tái kiểm soát hơn 210 km lãnh thổ. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine chịu nhiều tổn thất về nhân lực và phương tiện chiến đấu trong nỗ lực vượt qua phòng tuyến của Nga. Một nguồn tin nắm rõ tình hình xung đột nói rằng, Ukraine đang lên kế hoạch mở cuộc tấn công ở tỉnh Kherson và tỉnh Zaporizhia vào đầu tháng 10, đồng thời cố gắng chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Theo nguồn tin, vì mục đích trên nên một nhóm lớn lính thủy đánh bộ Ukraine đang tập trung ở tỉnh Mykolai để chuẩn bị vượt sông Dnieper tiến vào hai tỉnh miền Nam. Nguồn tin nói thêm rằng, Nga đang theo dõi chặt chẽ các hành động của phía Ukraine. Một quan chức do nga bổ nhiệm quản lý các khu vực ở tỉnh Zaporizhia nói rằng nga đang tấn công phủ đầu vào các mục tiêu ở bờ tây sông Doniệp để cản trở kế hoạch vượt sông và tiến quân của lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Rogov nói về khu vực Kherson, chính vì mục đích này mà các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay của chúng tôi đang được tiến hành. Ông cho biết thêm các cuộc tấn công liên tục nhắm vào Berislav và Kazaki ở bờ bên kia đối diện với Novaya và Kakhovka. Ông Rogov nhấn mạnh, đây là điều cần phải làm nhằm ngăn chặn các nỗ lực tấn công vượt sông Dnep và tái triển khai quân tiếp viện cùng với các hành động khác của đối phương. Trước đó, một nguồn tin cho biết, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đồng ý với Anh và Mỹ về việc tiến hành một cuộc tấn công ở khu vực Kherson và Zaporizhia vào đầu tháng 10. Một nhóm lớn thủy quân lục chiến Ukraine đã được tập trung tại khu vực Nikolaev để vượt sông The Đồng thời, lực lượng này dự kiến sẽ tìm cách cố gắng chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Vừa qua, theo tờ Wall Street Journal của Mỹ nhận định, quân đội Nga đang thể hiện khả năng học hỏi từ những sai lầm ban đầu. Cũng theo Wall Street Journal, khả năng thay đổi chiến thuật của Nga có thể gây khó cho Ukraine. Moscow hiện được cho chuyển sang chiến lược làm suy yếu Ukraine và phương Tây. Nhận định của Wall Street Journal đã được tướng James Hacker, chỉ huy lực lượng không quân Mỹ ở châu Âu tán thành. Ông Huế Cơ nói, chúng tôi phát hiện Nga đang thích nghi ở nhiều lĩnh vực và chúng tôi đang rất chú ý đến điều đó. Sau những bước tiến của quân đội Ukraine ở vùng Kharkov vào mùa thu năm 2022, Moscow đã dành nhiều tháng để chuẩn bị hệ thống phòng thủ vững chắc trước cuộc phản công hiện tại của Ukraine. Theo bài báo của Wall Street Journal, vì những công sự đó, các lực lượng Ukraine đã tiến rất chậm trong vài tháng qua, phải đối mặt với những bãi mìn dày đặc trong khi trực thăng tên lửa chống tăng và pháo binh của Nga liên tục tấn công họ. Moscow đã triển khai nhiều loại máy bay không người lái UAV để nhắm vào các vị trí của Ukraine theo cách mà Kiev phải vật lộn để đáp trả. Tác chiến điện tử cũng đã được sử dụng trên quy mô lớn. Quân đội Ukraine hoạt động gần Bắc Bút, phàn nàn rằng họ mất hàng chục UAV mỗi ngày vì thiết bị gây nhiễu của Nga. Theo Wall Street Journal, những quả bom cũ của Nga được lắp thêm hệ thống dẫn đường và thường được phóng từ các máy bay ở bên ngoài không phận Ukraine. Ukraine gặp khó khăn trong việc phát hiện và bắn hạ chúng bằng máy bay thời Liên Xô. Bài báo cũng lưu ý rằng Nga đã chuyển các sở chỉ huy và kho vũ khí ra xa tiền tuyến, khiến chúng nằm ngoài tầm bắn của hệ thống pháo phản lực đa nòng HIMARS do Mỹ cung cấp. Tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga cũng đang thích nghi với bối cảnh xung đột, tìm cách duy trì và thậm chí tăng cường sản xuất một số mặt hàng bất chấp các lệnh trừng phạt. Cuộc phần công của Ukraine đã được tiến hành từ hồi đầu tháng 6, nhưng Kiev cho đến nay mới chỉ chiếm được một số ngôi làng nhỏ cách xa các tuyến phòng thủ chính của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa qua cho biết, Ukraine đã mất hơn 71.000 quân và 540 xe tăng kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công, trong khi không đạt được kết quả đáng kể nào trên chiến trường. Trong khi đó, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, Hạ viện Nga, Vyacheslav Volodin nói rằng, Ukraine sẽ phải chấp nhận các điều kiện của Nga hoặc sẽ không còn tồn tại với tư cách là một nhà nước. Theo ông, Hệ quả của cuộc xung đột tiêu hao là những vấn đề kinh tế ở châu Âu và Mỹ, tình trạng thiếu lực lượng của quân đội Ukraine và cuối cùng là sự phá sản cũng như thảm họa về nhân khẩu học với Ukraine. Ông Volodin nhấn mạnh, những thực tế này đã nói lên một điều, Ukraine sẽ không còn tồn tại như một nhà nước trừ khi chính quyền ép đầu hàng trước những điều khoản của Nga. Chủ tịch Duma quốc gia Nga cũng cho biết, vào tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã nhấn mạnh các nước phương Tây sẽ cạn kiệt vũ khí mà họ có thể cung cấp cho Ukraine từ kho vũ khí của chính mình. Trong khi đó, ông Biden thừa nhận tháng 7 rằng quyết định cung cấp cho Ukraine đạn trùm bị chi phối bởi thực tế là kho đạn theo quy ước đã cạn kiệt. Ngoài ra, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cũng nhấn mạnh quân đội Ukraine đối mặt với tổn thất lớn về lực lượng và trang thiết bị, trong khi việc thiếu thành quả đột phá đã khiến các nhà tài trợ phương Tây thất vọng. Thưa quý vị, theo Kiev Post, không quân Nga đang phải hứng chịu các lệnh trừng phạt, và hậu quả của cuộc xung đột kéo dài 20 tháng khiến họ mất tới 90 máy bay quân sự. Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh, sức mạnh không quân chiến thuật dài hạn của lực lượng hàng không vũ trụ Nga VKS có thể sẽ suy giảm nghiêm trọng khi giao tranh tiếp diễn. Nga đã mất khoảng 90 máy bay cánh cố định kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở Ukraine và đội bay còn lại của họ đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể khi đối mặt với các lệnh trừng phạt và một cuộc xung đột kéo dài hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu. Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh, sức mạnh không quân chiến thuật dài hạn của lực lượng hàng không vũ trụ Nga VKS có thể sẽ suy giảm nghiêm trọng khi giao tranh tiếp diễn. Rất có khả năng là với việc sử dụng nhiều máy bay hơn trong thời chiến, Nga đang khiến tuổi thọ của nhiều loại máy bay của họ hao mòn nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, nhu cầu bảo trì bổ sung rất phức tạp vì thiếu phụ tùng thay thế do nhu cầu ngày càng tăng và các lệnh trừng phạt quốc tế. Các nhà phân tích quân sự cho rằng Nga có thể dựa vào sức mạnh không quân để đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine. Moscow có thể tăng cường hoặc tái phân bổ máy bay chiến đấu nhanh chóng trên khắp tuyến đầu để ứng phó với những mối đe dọa bất ngờ. Các phi đội này sẽ đóng vai trò giống như lữ đoàn cứu hỏa, đưa ra phản ứng đầu tiên để giải cứu các lực lượng mặt đất đang gặp nguy hiểm. Điểm khác biệt cơ bản giữa sức mạnh không quân của Nga và NATO nằm ở chỗ, NATO chủ yếu sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa, còn Nga chủ yếu sử dụng tên lửa và bom không điều khiển. Theo thời gian, không quân Nga đã trang bị những loại vũ khí dẫn đường tầm xa, chẳng hạn các tiêm kích ném bom và tấn công tiên tiến như Su-34 và Su-35S đã được trang bị bom lượn dẫn đường bằng vệ tinh. Bom lượn của Nga có khả năng gây ra những vụ nổ lớn có bán kính rộng, có thể phá hủy các doanh trại hoặc sở chỉ huy ở biên giới Ukraine hoặc ngăn chặn lực lượng tấn công của đối phương. Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm 2023 diễn ra cuộc chiến dài, mệt mỏi và thương vong nặng nề của cả Nga và Ukraine, nhưng cục diện chiến trường không thay đổi nhiều. Đánh giá mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh Bất chấp tình trạng hao mòn máy bay ngày càng gia tăng sau 582 ngày xung đột, Nga vẫn duy trì khả năng tăng tỷ lệ xuất kích của các máy bay cánh cố định trên vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng. Tuy nhiên điều đó có thể kéo dài được bao lâu vẫn chưa có lời đáp. 90 máy bay cánh cố định mà Nga đã mất nằm trong tổng số khoảng 900 máy bay chiến thuật mà nước này có trước ngày 24 tháng 2 năm 2022. Hãng tin TASS ngày 29 tháng 9 dẫn một nguồn tin trong lĩnh vực quốc phòng công nghiệp Nga cho hay các đơn vị biệt kích Nga tại Ukraine đang sử dụng robot phát hiện bắn tỉa Sosna-N mới nhất. Robot Sosna-N được điều khiển từ xa, dùng để quét các thiết bị quang học như ống ngắm súng trường bắn tỉa, ống nhòm hoặc các hệ thống nhắm mục tiêu của tên lửa chống tăng. Sau khi phát hiện, robot này phát tín hiệu âm thanh và một tia laser đặc biệt để vô hiệu hóa thiết bị mục tiêu. Robot tinh vi này có thể xác định một tay súng bắn tỉa trong phạm vi 3.000m, trong khi tia laser đối phó có phạm vi 2.000m. Trước đó, một phiên bản ấn tượng của loại robot khác do Nga sản xuất có tên là Marker cũng đã được triển khai ở Ukraine vào tháng 2 năm 2023 để xóa sổ các xe tăng của NATO. Các robot chiến đấu này có thể tự động nhận diện và tấn công các phương tiện của Ukraine, trong đó có xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất và xe tăng Leopard do Đức sản xuất. Marker được cho là có thể hoạt động độc lập trong nhiều ngày, có khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu quân sự quan trọng với các UGV và phương tiện Marker khác. Hệ thống hỗ trợ trí tuệ nhân tạo AI của Marker giúp xác định các phương tiện và binh lính thân thiện thông qua các mẫu ngụy trang trên đồ phục chiến đấu và phù hiệu. Đầu tháng 2 năm 2023, cựu giám đốc Roscosmos, ông Dmitry Rogozin cho biết bốn robot marker đầu tiên đã hiện diện ở khu vực Donbass đúng thời hạn. Ông Rogozin không cho biết thời gian loại robot marker bắt đầu tham chiến cũng như địa điểm triển khai cụ thể. Marker được quảng bá là sát thủ diệt xe tăng chưa từng có từ trước tới nay sau khi Mỹ, Anh và Đức tuyên bố gửi xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams 31 chiếc Challenger 2 và Leopard 2, 14 chiếc mỗi loại cho Ukraine hồi cuối tháng 1. Bài báo của Đức cho biết Marker có thể hoạt động độc lập ngay cả khi lưu lượng vô tuyến bị gián đoạn. Điều này có nghĩa là các nhà phát triển Nga đã tính tới việc các quốc gia phương Tây sử dụng thiết bị tác chiến điện tử EVK gây nhiễu để cắt đứt kết nối giữa Marker và người điều khiển nó. Theo bài báo của truyền thông Đức, khả năng tự lái vượt địa hình của Marker là nhờ trường quan sát 360 độ với nhiều camera và thiết bị quang học khác nhau được phân bổ xung quanh UGV, không bỏ sót bất kỳ điểm mù nào. Theo cựu giám đốc Rokosmos, ông Dmitry Rogozin, EFF là một hệ thống danh mục điện tử với hình ảnh xe tăng phương Tây ở định dạng thông thường và hồng ngoại để xác định thiết bị của đối phương. Có thể một phiên bản phần mềm tiên tiến từng được sử dụng cho các công nghệ nhận dạng khuôn mặt và tham chiếu hình ảnh đã được phát triển cho danh mục điện tử nêu trên và sau đó được hợp nhất với hệ thống điều khiển hỏa lực của UGV. Tuy nhiên, tính năng trao đổi được mô tả trong bài báo theo đó, hai phương tiện marker có thể trao đổi và truyền dữ liệu tiền tuyến phức tạp cho thấy một bước nhảy vọt trong công nghệ AI. Thưa quý vị, theo sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin được công bố hôm 29 tháng 9, công dân Ukraine có thể nhập cảnh Nga bằng hộ chiếu trong nước của họ và không cần xin thị thực. Tuy nhiên, điều này sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ giữa công dân Nga và Ukraine. Theo sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin được công bố mới đây, công dân Ukraine có thể nhập cảnh Nga bằng hộ chiếu trong nước của họ và không cần xin thị thực, cũng như hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ, thẻ nhận dạng thủy thủ hoặc thành viên phi hành đoàn. Trẻ em sẽ cần có giấy khai sinh hoặc hộ chiếu của người giám hộ hợp pháp có thông tin về trẻ. Ngoài ra, người Ukraine vẫn sẽ có thể nhập cảnh hoặc rời khỏi Nga với giấy tờ hết hạn những công dân Ukraine không có giấy tờ hợp lệ sẽ có thể rời Nga đến các nước láng giềng qua biên giới đất liền bằng cách cung cấp bản sao của giấy chứng nhận nhận dạng công dân nước ngoài do Bộ Nội vụ cấp. Trẻ em có quốc tịch Ukraine có thể rời Nga cùng với người giám hộ hợp pháp của mình hoặc người lớn khác có giấy tờ ủy quyền. Nga và Ukraine đã ký thỏa thuận đi lại miễn thị thực vào năm 1997. Thỏa thuận này đã bị phía Ukraine chấm dứt vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh về những thay đổi trong khái niệm chính sách di cư cho giai đoạn 2019-2025. Theo đó, chính quyền nên tạo ra các cơ chế hấp dẫn về tài chính, xã hội và các cơ chế khác để giảm dòng chảy của dân số ở Nga. Theo tài liệu được công bố trên Cổng Thông tin Pháp lý Chính thức, trong năm 2022, dưới tác động của những điều kiện kinh tế xã hội thay đổi, dòng di cư của người dân Liên bang Nga ra nước ngoài tăng lên. Về vấn đề này, cần có các biện pháp bổ sung để tạo ra các cơ chế tài chính, xã hội và các cơ chế khác để bảo tồn nguồn vốn con người, giảm dòng dân số lên bang Nga ra nước ngoài. Đặc biệt, thủ tục nhập quốc tịch Nga được đơn giản hóa đối với những công dân thường trú tại nước này và có ít nhất cha hoặc mẹ mang hộ chiếu Nga. Khái niệm này cũng được bổ sung bởi một điểm đề cập sự cần thiết phải tạo điều kiện cho việc quay lại, kể cả từ nước ngoài, của những cư dân ở vùng mới của Nga đã rời bỏ nơi cư trú của họ do xung đột ở Ukraine. Ngoài ra, một thủ tục đơn giản hóa để nhận quốc tịch đã được áp dụng cho công dân của Belarus, Ukraine, Kazakhstan và Moldova. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko nhấn mạnh rằng, bất kỳ người Nga nào cũng có quyền hợp pháp rời khỏi đất nước và quay trở lại mà không gặp trở ngại nào. Bà nhắc nhở rằng, quyền này được đảm bảo bởi Hiến pháp Nga. Bà cũng bày tỏ sự tin tưởng vào việc quay lại của phần lớn người Nga đã rời khỏi đất nước. Theo cơ quan thống kê Nga Rostat, 419.000 người đã rời Nga từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022 so với 202.000 người cùng kỳ năm trước đó. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm ơn người dân những vùng mới xâm nhập vì sự kiên cường của họ, khẳng định rằng nước Nga có thể vượt qua mọi khó khăn bằng cách trở nên mạnh mẽ hơn. Ông Putin nói trong bài phát biểu qua video nhân ngày Thống nhất Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, các vùng Zaporizhia và Kherson với Nga, một năm trước, vào ngày 30 tháng 9, một sự kiện lịch sử đã diễn ra khi các thỏa thuận được ký kết để sắp nhập bốn thực thể mới vào Liên bang Nga. Người Nga hết lòng ủng hộ sự lựa chọn của cư dân các vùng mới sắp nhập, nhận thấy rằng làm như vậy, họ không chỉ bảo vệ đồng bào của mình ở các khu vực mới mà còn bảo vệ toàn bộ nước Nga, Tổng thống nói. Tôi cảm ơn người dân cả nước vì sự đoàn kết và lòng yêu nước này. Theo ông Putin, các cuộc bầu cử quan chức địa phương gần đây ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, các vùng Zaporizhia và Kherson là một bước quan trọng trong việc củng cố nhà nước chung cũng như không gian chính trị và pháp lý. Tổng thống Nga khẳng định tất cả các khu vực của nước này sẽ tham gia hỗ trợ những vùng mới xâm nhập. Ông kết luận, chúng ta còn nhiều việc phải làm để giải quyết những thách thức phức tạp và thực hiện một chương trình quy mô lớn nhằm phục hồi và phát triển kinh tế xã hội ở các khu vực lịch sử của chúng ta. Bằng mọi cách, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu của mình. Phát biểu tại Hội nghị Nghị viện Quốc tế Nga, Mỹ Latin do Duma Quốc gia Nga, Hạ viện Nga vừa tổ chức, ông Putin cáo buộc giới tinh hoa toàn cầu, đặc biệt ở phương Tây, đang bóc lột hầu hết các quốc gia khác trong các lĩnh vực như công nghệ, thông tin và tài chính. Theo lãnh đạo Điện Kremlin, giới tinh hoa phương Tây đang buộc các nước đang phát triển phải vay tiền với lãi suất cắt cổ. Ông hối thúc, do đó tất cả chúng ta phải cùng nhau hành động để thay đổi các quy tắc của hệ thống kinh tế, tài chính toàn cầu trước đó theo đài rt phát biểu tại phiên họp toàn thể của diễn đàn kinh tế phương đông ở vladivostok ông putin nói rằng bối cảnh nền kinh tế quốc tế đang thay đổi một phần vì một số quốc gia chủ yếu là các quốc gia phương tây đang tự tay phá hủy hệ thống quan hệ tài chính thương mại và kinh tế tuy nhiên trong quá trình đó ngày càng nhiều quốc gia đã mở rộng hợp tác kinh doanh thực sự tổng thống putin nói các quốc gia này ưu tiên không phải các sự kiện chính trị tạm thời mà là thúc đẩy các dự án riêng mang lại lợi ích trực tiếp và lâu dài cho người dân nước mình theo ông Putin, điều này đã làm xuất hiện một mô hình quốc tế mới, không hình thành dựa trên tiêu chuẩn phương Tây và không phục vụ cho giới tinh hoa mà phục vụ cho toàn thể nhân loại cũng như thế giới đa cực đang phát triển. Bình luận của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi hồi đầu tháng này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi và vừa có thêm 6 thành viên và tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO đang có thêm ảnh hưởng quốc tế khi nhiều quốc gia tìm cách vượt qua các thể chế quốc tế do phương Tây thống trị mà không giải quyết được những bức xúc của họ. Hồi tháng 6, ông Laprop cũng ước tính rằng cứ 4 quốc gia trên thế giới thì có một quốc gia bị Mỹ hoặc các quốc gia châu Âu trừng phạt ở một mức độ nào đó. Theo ông Laprop, điều này có nghĩa là phương Tây đang sử dụng nền kinh tế toàn cầu làm công cụ để ép buộc, tống tiền và trừng phạt. Mới đây, tổng thống Vladimir Putin nói hôm 29 tháng 9 trong cuộc gặp với các quân nhân từng tham chiến ở tỉnh Donetsk: "Tất cả chúng ta đều là con người và có thể phạm sai lầm." họ cũng từng phạm nhiều sai lầm nhưng đã hy sinh tính mạng cho tổ quốc và lập công chuộc tội. Ông Putin cũng khẳng định Nga sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ thân nhân những tù nhân đã tử trận trong xung đột với Ukraine. Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner từng tuyển mộ hàng chục nghìn tù nhân Nga vào cuối năm 2022, đầu năm 2023. Wagner bắt đầu hoạt động ở Ukraine từ giữa mùa hè năm 2022 sau khi quân đội Nga chịu nhiều tổn thất trên chiến trường và cần đến sự bổ sung nhân lực từ Wagner khi tham chiến, Wagner luôn đóng vai trò lực lượng tấn công chủ lực của Nga trên nhiều mặt trận nóng ở miền đông Ukraine. Hai trận đánh tiêu biểu của Wagner cho đến hiện nay có thể kể đến như Soledad và Bakhmut ở vùng đôi vào đầu năm 2023. Tuy nhiên thành tựu này đã được với sự hỗ trợ của pháo binh từ các lực lượng chính quy Nga. Sự hiện diện của các chiến binh Wagner là nguồn bổ sung kịp thời để lực lượng Nga tiếp tục cuộc tiến công không chỉ ở Bakhmut mà còn ở các mặt trận khác tại Donbass. Hồi tháng 5, Wagner cho biết đã chiêu mộ 50.000 tù nhân và khoảng 10.000 trong số đó đã thiệt mạng ở Bakhmut. Trong khi đó, vào tháng 1, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak nói rằng gần 80% tù nhân Nga do Wagner tuyển mộ đã thiệt mạng, bị thương hay bị bắt ở Ukraine. Thưa quý vị, hành lang Suwaki, nơi được ví như yết hầu của NATO. Hành lang này ngăn cách Kaliningrad với Belarus, một đồng minh quan trọng của Nga, đồng thời nối liền lãnh thổ Ba Lan và Litva trở thành kết nối trên bộ duy nhất giữa các nước Baltic với phần còn lại của EU. Nếu để mất kiểm soát ở đây, cả NATO và Nga đều bất lợi. Những cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã làm giảm đáng kể nguy cơ tại khoảng trống Suwaki cho NATO. Suwaki Gap, khoảng trống Suwaki, là giải đất dài 60 km giữa Litva và Ba Lan. Mảnh đất này có tầm quan trọng chiến lược đối với Liên minh Bắc Đại Tây Dương vì nó kết nối các nước Baltic với các thành viên NATO đại lục khác và là trọng tâm đáng kể trong việc chuyển quân cho đồng minh Baltic và vũ khí trang bị của họ. Khoảng trống xuống Kỳ một bên giáp với Belarus và một bên giáp vùng đất Kaliningrad của Nga. Theo Euronews, khoảng trống xuống Kỳ là một trong những điểm yếu lớn nhất của NATO trước Nga bởi vì trong trường hợp xảy ra xung đột, giải đất hẹp này có thể bị pháo binh tấn công từ cả hai phía. Kaliningrad là một tỉnh của Nga nhưng hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của đất nước. Kaliningrad cũng là nơi đặt đại bản doanh của hạm đội Baltic thuộc quân đội Nga. Kaliningrad là một khu vực có vị trí đặc biệt và tầm quan trọng chiến lược đối với Nga. Đường bộ từ Nga đến tỉnh này buộc phải qua Litva hoặc Ba Lan. Litva là một nước nhỏ ở khu vực Baltic và là thành viên NATO, đã cấm vận chuyển hàng hóa từ Nga đến Kaliningrad thông qua lãnh thổ nước này. Vilnius, viện dẫn việc tuân thủ các lệnh trừng phạt Nga của EU trong quyết định của mình, song Moscow đã tức giận và đe dọa sẽ trả đũa, dẫn đến căng thẳng giữa Litva và Nga gia tăng, đồng thời biến Kaliningrad trở thành tâm điểm chú ý. Ngoài việc giúp Nga tiếp cận Baltic, tầm quan trọng địa chiến lược của Kaliningrad còn gắn liền với một dải đất hẹp được gọi là hành lang Suwalki. Nếu để mất kiểm soát ở đây, cả NATO và Nga đều bất lợi. Hành lang Suwalki còn có một tên gọi khác là ít hầu NATO, bởi nếu Nga dùng vũ lực kiểm soát hành lang này, ba thành viên NATO là Litva, Latvia và Estonia sẽ bị chia cắt hoàn toàn khỏi phần còn lại của khối. Hành lang Suwalki đã chứng kiến nhiều cuộc xung đột trong lịch sử, dù hiện tại giới chức tình báo và quân sự phương Tây chưa thấy mối đe dọa quân sự ngay lập tức nào từ Nga. Họ lo lắng về những động thái khó đoán của Moscow, đặc biệt là sau cuộc xung đột tại Ukraine. Kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine đã khiến chính quyền thành phố Suwakki tăng cường khả năng phòng thủ dân sự. Phó thị trường Sidorik cho biết giới chức đã chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản đề phòng xung đột nổ ra nhưng không công bố rộng rãi. Mỗi năm hai lần, lực lượng quân sự Mỹ và NATO lại được triển khai đến căn cứ cách thành phố Suwakki gần 90 km. Sự hiện diện của lực lượng NATO giúp người dân khu vực bớt lo lắng hơn về nguy cơ ít hầu bị cắt đứt. Thị trưởng Renkiewicz nói, mọi người thấy NATO thực sự ở đây, chứ không chỉ qua lời kể. Tóm lại, đối với phương Tây, đây là một nút thắt nguy hiểm. Việc chiếm giữ lãnh thổ này sẽ cắt đứt các nước Baltic và Ba Lan khỏi các đồng minh của họ, làm tê liệt liên lạc và làm phức tạp thêm viện trợ quân sự và nhân đạo. Nếu lực lượng Nga hoặc Belarus có thể kiểm soát khoảng trống xuống Hoa Kỳ, NATO thậm chí sẽ không thể gửi quân tiếp viện bằng đường bộ mà buộc phải chuyển sang hoạt động trên không và trên biển. Trước đó vào cuối tháng 8, Bộ Quốc phòng Belarus đã tiến hành cuộc tập trận xe tăng tại thao trường Goski và trên các khu vực địa hình ở vùng Grodno. Đây sẽ là một cuộc tập trận khá bình thường và không có gì đáng nói nếu thao trường này không nằm cách biên giới Litva chỉ 5 km, đối diện với giải đất được gọi là hành lang Suwaki. Quân đội Belarus đã thực hiện những cuộc diễn tập như vậy ở biên giới giáp Ukraine trong suốt mùa hè năm ngoái. Hành lang kỳ là khu vực cực kỳ nhạy cảm đối với NATO, cho nên liên minh đã quan sát cuộc tập trận xe tăng của Belarus với thái độ lo ngại. Trong khi đó, cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy NATO tiến hành một cuộc đại tu chiến lược khổng lồ. Liên minh đã thành lập 4 nhóm chiến đấu mới ở 4 quốc gia mới: Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia, tăng gấp đôi số lượng quân trải rộng trên 8 nhóm chiến đấu, đồng thời gửi thêm hàng chục tàu và hàng trăm máy bay đến phần phía đông của liên minh. NATO đã vạch ra các kế hoạch mới về cách tiếp cận và củng cố vùng Baltic trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột với Nga, cũng như các kế hoạch tăng cường hơn nữa sự hiện diện của liên minh trong khu vực. Các sáng kiến mới của EU, Baltic và NATO nhằm tăng cường khả năng di chuyển quân sự, chẳng hạn như xây dựng tuyến đường sắt Baltic mới, cũng sẽ cho phép NATO tái triển khai lực lượng của mình nhanh hơn. Kết quả là cuộc xung đột của Nga ở Ukraine đã khiến nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công vào khoảng trống Sông Vatki trở nên cực kỳ khó xảy ra thưa quý vị theo tờ new york times cuộc phản công đang diễn ra chậm trễ của ukraine có thể gây nguy hiểm cho chính kiev tham mưu trưởng lực lượng vũ trang anh đô đốc tony radakin cho rằng do hệ thống phòng thủ kiên cố của nga cuộc phản công của ukraine khó thành công trong tương lai gần lực lượng ukraine đã vấp phải tuyến phòng thủ kiên cố gồm nhiều lớp của nga ở miền nam ông tin rằng cuộc xung đột này đòi hỏi cả tiềm lực về quân sự và cả kinh tế nếu Ukraine khó giành lại quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn, sự hỗ trợ của phương Tây có thể sẽ suy giảm do không sẵn sàng viện trợ thêm vũ khí cho Kyiv. Trả lời phỏng vấn báo Times ngày 28 tháng 9, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Anh, đô đốc Tony Rodaki cho rằng do hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga, cuộc phản công của Ukraine khó thành công trong tương lai gần. Lực lượng Ukraine đã vấp phải tuyến phòng thủ kiên cố gồm nhiều lớp của Nga ở miền Nam. Ông tin rằng Cuộc xung đột này đòi hỏi cả tiềm lực về quân sự và kinh tế. Các chuyên gia phát hiện ra nguyên nhân thất bại trong phản công của lực lượng vũ trang Ukraine ở tất cả các mặt trận là do chất lượng huấn luyện của binh sĩ Ukraine, ngay cả những người đã được huấn luyện tại các cơ sở của các nước NATO. Bên cạnh đó, cũng phải thừa nhận rằng quân đội Nga đã tạo ra những tuyến phòng thủ rất mạnh mẽ, ngăn chặn hiệu quả các đợt tấn công của quân đội Ukraine. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Nga vượt trội so với lực lượng vũ trang Ukraine về tình báo và tác chiến điện tử. Trước đó vào đầu tháng 9, Ukraine đã phải đối mặt với một thách thức khó khăn trong cuộc phản công khi vượt qua hàng phòng ngự của Nga và dọn đường để đưa quân đội của mình ra phía sau mặt trận. Tiến phòng thủ tiền tuyến của Nga đáng sợ đến mức Ukraine không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng Ukraine lúc đó cần phải dọn sạch con đường 10 dặm để vượt qua thành công hàng phòng thủ của Nga và phải đối mặt với hệ thống phòng thủ đáng gờm của Nga như bãi mìn trải dài hàng dặm, chiến hào sâu, chứa ngại vật răng rồng để chặn xe cộ và hào chống tăng khiến thiết giáp phương Tây bất lực. Tờ New York Times mới đây đã có bài viết cho rằng, những trận giao tranh dữ dội giữa Nga và Ukraine gần đây trên nhiều khu vực đã cho thấy Kiev vẫn chưa đạt được bước tiến lớn ở tiền tuyến. Cuộc phản công đang diễn ra chậm trễ của Ukraine có thể gây nguy hiểm cho chính Kiev. Giới chức Ukraine cho rằng, cuộc phản công của nước này diễn ra không như kỳ vọng là do hệ thống phòng thủ vững chắc của Nga, cũng như sự chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí của phương Tây. Tuy nhiên, nếu Ukraine khó giành lại quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn. Sự hỗ trợ của phương Tây có thể sẽ suy giảm do không sẵn sàng viện trợ thêm vũ khí cho Kiev. Lo ngại về sự suy giảm hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine xuất hiện khi Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergei Marchenko thừa nhận rằng trong khi nước này đã đảm bảo được khoảng 42 tỷ đô la Mỹ tài trợ để giúp bù đắp thâm hụt ngân sách, ngày càng có ít quốc gia sẵn sàng chi tiền cho Kiev. Ngày 25 tháng 9, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói lầu năm góc chỉ có thể hỗ trợ Ukraine trong vài tuần nữa nếu Quốc hội Mỹ không thông qua dự luật tài trợ mới. Mỹ vẫn còn tiền tài trợ trong vài tuần tới, nhưng nếu không có ngân sách bổ sung theo yêu cầu, điều đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ cho Ukraine trong những tháng mùa thu và mùa đông, ông Kirby cho biết. Đài RT Nga dẫn lời ông Roman Starovoy, thống đốc khu vực Kursk cho biết, một máy bay không người lái của Ukraine đã thả hai thiết bị nổ xuống một trạm biến áp. Ông Starovoy đã đưa ra tuyên bố này trên Telegram lúc 5 giờ sáng giờ địa phương, ngay sau cảnh báo về hoạt động của hệ thống phòng không ở vùng Kursk. Theo quan chức này, một trong những máy biến thế đã bốc cháy sau vụ tấn công, gây mất điện, ảnh hưởng đến 5 khu dân cư và một bệnh viện. Hiện giới chức chưa báo cáo về thương vong trong vụ việc. Thống đốc vùng Kursk kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, nói thêm rằng lực lượng cứu hỏa đã được cử đến hiện trường để dập lửa và nhà chức trách sẽ khôi phục nguồn điện ngay khi tình hình ổn định. Ngày 29 tháng 9, Quân đội Nga cho biết họ đã ngăn chặn tổng cộng 10 máy bay không người lái trên khu vực Kursk và một chiếc khác ở Kaluga. Đồng thời, Moscow cũng đẩy lùi âm mưu tấn công khủng bố của chính quyền Kiev bằng cách sử dụng các loại phương tiện bay không người lái. Kể từ khi Nga triển khai hoạt động quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, các khu vực biên giới như Kursk, Bryansk và Belgorod cũng như Crimea và Moscow thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Trong diễn biến liên quan, tờ New York Times hôm 28 tháng 9 đưa tin cuộc phản công đang chậm lại của Ukraine có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho Kiev vì việc thiếu tiến bộ trên chiến trường có thể khiến sự hỗ trợ của phương Tây giảm dần. Tờ báo chỉ ra rằng trong những tháng gần đây, các cuộc giao tranh vẫn diễn ra dữ dội trên toàn mặt trận khi cả lực lượng Ukraine và Nga đều tiến hành các cuộc tấn công. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cùng ngay cho biết các lực lượng Ukraine đang dần giành được chỗ đứng trong cuộc phản công chống lại lực lượng Nga. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Stoltenberg thông báo rằng NATO hiện đã có các hợp đồng khung tổng thể với các công ty vũ khí trị giá 2,53 tỷ đô la Mỹ để mua các loại đạn dược trọng. Vị quan chức này cho biết những hợp đồng đó sẽ cho phép các thành viên NATO bổ sung kho dự trữ đã cạn kiệt, đồng thời tiếp tục cung cấp đạn dược cho Ukraine, một yếu tố then chốt trong cuộc phản công chống lại Moscow. Hôm 27 tháng 9, hãng tin Reuters dẫn lời bà Penny Pritzker, đại diện đặc biệt của Mỹ, phụ trách vấn đề hồi phục kinh tế cho Ukraine, khẳng định các công ty tư nhân Mỹ muốn đầu tư vào ngành năng lượng, nhà đất, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, giao thông tại Ukraine. Nhưng trước hết, Kiev phải cải cách về trách nhiệm quản lý và sự minh bạch. Trao đổi với phóng viên tại Brussels, bà Pritzker cho biết, hiện nay công tác chuẩn bị cho việc tái thiết Ukraine đã khởi động bất kể nước này vẫn đang giao tranh với Nga. Bà nói rằng, cải cách và phục hồi luôn song hành với nhau, nó phải bắt đầu ngay bây giờ, kể cả khi cuộc xung đột và giao tranh đang tiếp diễn. Nhà Trắng cho biết, NATO sẽ vạch lộ trình cải cách cho Ukraine để gia nhập liên minh, song bác khả năng lập tức kết nạp quốc gia này. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan nói trong một cuộc hội nghị, con đường cải cách cho Ukraine sẽ được vạch ra, nhưng tôi không thể nêu thời gian cụ thể cho quá trình này. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Sullivan cũng loại trừ khả năng Ukraine được kết nạp vào NATO trong lúc xung đột đang diễn ra. Nói rằng động thái này đồng nghĩa sẽ đẩy NATO vào cuộc xung đột với Nga. Ông nói, rất nhiều thiện chí dành cho tham vọng gia nhập của Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh lần này, nhưng câu hỏi đặt ra là lộ trình sẽ thế nào? Theo cố vấn này, Ukraine sẽ cần tiến hành các cải cách kinh tế để đảm bảo nền dân chủ và an ninh thực sự năng động kiên cường và có khả năng đối phó hiệu quả với các vấn đề như tham nhũng. Báo Pravda của Ukraine cho biết, Mỹ đã gửi thông điệp yêu cầu Kiev cải cách để đổi lấy viện trợ kinh tế từ phía Mỹ. Dự thảo này sẽ còn được điều chỉnh nhưng đã rất chi tiết, đặt ra các khung thời gian cụ thể cho Ukraine tiến hành cải tổ. Nhà Trắng yêu cầu Ukraine thực hiện hàng loạt cải cách, trong đó có cải cách tòa án, bộ quốc phòng và các cơ quan quản lý doanh nghiệp nhà nước. Động thái này phản ánh những lo ngại của Mỹ đối với tình hình tham nhũng tại Ukraine. Bất kể gần đây, ông Zelensky đã thể hiện quyết tâm cải cách, bao gồm việc hạ bệ nhiều quan chức quốc phòng, đặc biệt là Bộ trưởng Oleksiy Renikov. Tham nhũng không mới ở Ukraine, mà đã manh nha từ khi lập quốc và âm ỉ lâu nay. Một thời gian dài, Ukraine được biết đến là một trong những nước có vấn nạn tham nhũng nghiêm trọng. Theo báo cáo năm 2022 của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, Ukraine là quốc gia có vấn nạn tham nhũng trầm trọng thứ hai ở châu Âu và xếp thứ 116 trên 180 quốc gia trên thế giới. Chống tham nhũng ở Ukraine là một nỗ lực dài hơi, trước tình trạng giới tinh hoa hư hỏng trong nước. Năm 2014, Ukraine lập cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine NABU chuyên điều tra và chuẩn bị thủ tục tố tụng các vụ tham nhũng của quan chức cấp cao. Năm 2019 ông volodymyr zelensky đắc cử tổng thống ukraine đài cnn đưa tin rằng các cam kết chống tham nhũng trong chính phủ là một trong những lý do giúp ông zelensky đánh bại đối thủ trong cuộc bầu cử năm đó sau khi nắm chính quyền ông zelensky mạnh tay cải tổ hệ thống ông zelensky đã thực sự mạnh tay đại cải tổ nội các khi ra lệnh cách chức hơn chục cố vấn thứ trưởng công tố viên và quản lý khu vực đồng thời tuyên bố rằng Bất kỳ vấn đề nội bộ nào cản trở nhà nước đang được dọn dẹp và sẽ bị quét sạch. Đối với Mỹ, chuyện Ukraine cải cách vừa là hướng giải quyết phù hợp cho việc tái thiết lâu dài, bền vững, vừa có thể giúp đáp ứng các tiêu chuẩn mới của EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, hai tổ chức mà Ukraine rất muốn gia nhập. Dù ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, các nước phương Tây vẫn hiểu rằng tham nhũng là vấn nạn lâu năm ở Ukraine, và bản thân ông Zelensky cũng không hẳn vô can. Từ vài năm trước khi xung đột nổ ra, ông Zelensky đã chịu nhiều áp lực lớn từ chính trị trong nước liên quan tới việc xử lý tham nhũng và tòa án. Thưa quý vị, theo một nguồn tin cho biết, Hạ viện Mỹ với thành viên đảng Cộng hòa chiếm đa số đã bỏ phiếu chống lại dự luật viện trợ quân sự trị giá 300 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Họ cho rằng cần có một dự luật riêng trong việc viện trợ cho Ukraine. Đảng Cộng Hòa cũng phản đối viện trợ cho Ukraine bằng tiền thuế của người dân Mỹ. Theo Sputnik, Hạ viện Mỹ với thành viên Đảng Cộng Hòa chiếm đa số đã bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng năm 2024, 826 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, dự luật này sẽ không bao gồm 300 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo đó, khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine sẽ được tách thành một dự luật riêng sau đó dự luật được đa số thành viên trong Hạ viện thông qua với số phiếu 311 trên 117. Dự luật viện trợ cho Ukraine sẽ tiếp tục trình lên thượng viện Mỹ để thông qua trong thời gian tới. Quyết định tạo ra một dự luật riêng cho Ukraine đã đánh dấu một bước ngoặt lớn sau khi hầu hết các đảng viên Đảng Cộng hòa chống lại một đề xuất tương tự một ngày trước đó nhằm loại bỏ những khoản viện trợ cho Ukraine khỏi dự luật chi tiêu của lầu năm góc. Đảng Cộng hòa đã nhiều lần xung đột với Đảng Dân chủ về viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Kiev đã nhận được hơn 76 tỷ đô la Mỹ từ Washington kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau phiên bỏ phiếu của Hạ viện cho biết bà ủng hộ việc dừng các khoản viện trợ quân sự cho Ukraine bằng tiền thuế của người dân Mỹ. Đồng thời nhấn mạnh thêm rằng họ đã thành công trong việc ngăn chặn dự luật viện trợ 300 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Đây là một chiến thắng cho người dân Mỹ và cho hòa bình. Trong tuyên bố gần đây của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy với báo chí, Ông cho biết sẽ bác dự luật chi tiêu 300 triệu đô la Mỹ cho Ukraine khỏi dự luật quốc phòng, đồng thời tách riêng cuộc bỏ phiếu dự luật này với dự luật chi tiêu quốc phòng năm 2024 của Lầu Năm Góc. Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh có báo cáo về việc chính phủ Mỹ ngày càng có khả năng đóng cửa vào ngày 1 tháng 10 nếu như dự luật chi tiêu liên bang không được lưỡng viện thông qua trước ngày 30 tháng 9. Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát Kevin McCarthy cũng đã bác dự luật tài trợ tạm thời mà Thượng viện đề xuất, khiến nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa thêm cao Ông McCarthy nói rằng không thấy sự ủng hộ ở hạ viện đối với dự luật tạm thời của thượng viện, mặc dù dự luật nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ cộng hòa tại thượng viện, bao gồm lãnh đạo phe thiểu số cộng hòa Mitch McConnell. Ngày 26 tháng 9, thượng viện Mỹ đề xuất một dự luật tạm thời và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ nghị sĩ lưỡng đảng tại viện. Theo dự luật tạm thời của thượng viện, chính phủ liên bang sẽ được tài trợ cho đến ngày 17 tháng 11, giúp các nhà lập pháp có thêm thời gian để thống nhất về mức tài trợ cho toàn bộ năm tài chính mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Dự luật này giới hạn khoản viện trợ cho Ukraine còn 6 tỷ đô la Mỹ, cắt giảm rất nhiều so với con số 25 tỷ đô la Mỹ mà thượng viện mong đợi ban đầu. Trong cuộc phỏng vấn với YouTuber Stephen Gardner, cựu đặc vụ CIA Larry Johnson đã nói về nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, bao gồm cả việc Mỹ tạm dừng chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine hệ thống Patriot đã bị thủng trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Điều này khiến giới lãnh đạo Mỹ phải tạm dừng hỗ trợ những hệ thống này cho Ukraine. Mỹ là nước ủng hộ nhiệt thành và tích cực tham gia vào các nỗ lực nâng cao khả năng phòng không cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, theo Johnson, hướng đi hiện nay của Mỹ là chỉ cung cấp cho Kiev các hệ thống vũ khí thế hệ cũ và có chi phí thấp. Ông Larry Johnson cho rằng, sự thay đổi này xuất phát từ những lo ngại sau khi Nga sử dụng tên lửa siêu thanh KH-47 Kinza phá hủy hệ thống phòng không Patriot trong cuộc tấn công hồi tháng 5 năm 2023. Vào tháng 5, một cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh của Nga đã làm hư hại hai thành phần của hệ thống phòng không Patriot. Sau đó, Mỹ tuyên bố rằng hệ thống đã được sửa chữa và hoạt động bình thường trở lại. Patriot được xuất khẩu sang nhiều quốc gia, tuy nhiên Mỹ và các đồng minh không sở hữu nhiều hệ thống tên lửa này. Đây là loại vũ khí được Mỹ coi là có giá trị và phải được phân bổ cẩn thận, có tính đến các mối đe dọa xuất hiện từ nhiều điểm nóng toàn cầu. Trong khi đó, Johnson cũng bày tỏ lo ngại khi Mỹ gửi xe tăng Abrams tới Ukraine. Chiếc xe tăng này có thể phải đối mặt với sự hủy diệt trên chiến trường. Hệ thống phòng không Patriot là hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến nhất được các quốc gia phương Tây cung cấp cho Kiev nhằm hỗ trợ Ukraine phòng thủ trước các cuộc tấn công thường xuyên, liên tục bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Patriot có tầm bắn gấp 3 lần các hệ thống phòng không khác của phương Tây cung cấp cho Ukraine như NASAMS và IRIS-T hệ thống này có thể bảo vệ một khu vực rộng tới 100 km vuông. Nó có khả năng phát hiện và loại bỏ các mục tiêu như máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, một báo cáo gần đây đã xác nhận hệ thống phòng không Patriot không đạt được hiệu quả cao trong việc chống lại bom thả từ trên không. Việc đánh chặn các loại bom có sức nổ mạnh trên không mà lực lượng vũ trang Nga sử dụng đang đặt ra những thách thức đáng kể cho lực lượng vũ trang Ukraine. Những quả bom này được sử dụng lần đầu tiên cách đây 50 năm ở Liên Xô, nay đã được Nga cải tiến thêm mô GPS và cánh quạt lướt, do đó đã nâng cao độ dẫn đường chính xác và được bắn từ khoảng cách xa hơn. Chuyên gia Oleksiy Malnik lập luận rằng các hệ thống chống tên lửa hàng đầu của phương Tây như hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ban đầu không được thiết kế để chống lại những loại bom như vậy, khiến chúng kém hiệu quả hơn trước bom trên không có sức nổ cao. Yuri Inat, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine cũng từng nhấn mạnh rằng việc đánh chặn những quả bom như vậy là vô nghĩa. Lực lượng vũ trang Ukraine tin rằng cách tiếp cận hợp lý để giải quyết những quả bom này là vô hiệu hóa phương tiện mang chúng, tức là máy bay của đối phương. Hơn nữa, những quả bom này còn được xem là giải pháp tiết kiệm chi phí cho các chiến lực gia quân sự Nga. Theo báo cáo, những quả bom này có giá dưới 2 triệu rúp, tương đương khoảng 24.000 đô la Mỹ. Trong khi đó, một tên lửa hành trình Kalib của Nga có giá gần 6,5 triệu đô la Mỹ. Mới đây, Lầu Nóng Góc đã cảnh báo sự bế tắc trong việc thông qua ngân sách tại Quốc hội có thể cản trở nỗ lực đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu Mỹ. Theo RT, việc chính phủ Mỹ sắp đóng cửa trong bối cảnh các đảng phái tranh cãi tại Quốc hội về kế hoạch chi tiêu ngân sách mới có nguy cơ làm chậm quá trình đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết chắc chắn việc huấn luyện có thể bị ảnh hưởng. Bà nói thêm rằng vì các huấn luyện viên dân sự có thể phải nghỉ việc trong thời gian chính phủ Mỹ ngừng hoạt động, các đồng nghiệp trong quân đội của họ sẽ gặp khó khăn về nhân sự Việc thông qua kế hoạch ngân sách của chính phủ Mỹ sẽ hết hạn vào ngày mùng 1 tháng 10. Các nhà lập pháp nước này chỉ còn chưa đầy 3 ngày để đạt được thỏa thuận ngân sách mới. Một số thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ tuyên bố nếu không cắt giảm chi tiêu sâu, họ thậm chí sẽ từ chối giải pháp ngắn hạn nhằm duy trì nguồn tiền lương của chính phủ và cho Quốc hội thêm thời gian đàm phán thỏa thuận ngân sách. Trước đó bà đã cảnh báo hơn 1 triệu quân nhân cũng như các nhân viên dân sự của quân đội Mỹ sẽ không được trả lương trong thời gian chính phủ đóng cửa. Các phi công và phi hành đoàn mặt đất Ukraine hiện đang tham gia các lớp học ngôn ngữ tại căn cứ không quân Lackland ở San Antonio, Texas để học các kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành cần thiết nhằm vận hành và bảo trì F-16. Quá trình huấn luyện bay và bảo trì dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng tới tại căn cứ vệ binh quốc gia không quân Morris ở Tucson, Arizona. Hà Lan và Đan Mạch hồi tháng 8 đồng ý cung cấp hàng chục chiếc F-16 cho Ukraine, một quyết định phải được chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thông qua. Cũng trong tháng 8, Đan Mạch bắt đầu đào tạo 8 phi công Ukraine Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi thỏa thuận F-16 là một thỏa thuận đột phá trong nỗ lực của Kiev nhằm đánh bại lực lượng Nga. Nhưng các quan chức Mỹ hạ thấp tác động của máy bay chiến đấu này đối với cuộc xung đột. Bộ trưởng không quân Frank Kendall cảnh báo hồi đầu năm nay rằng F-16 sẽ không phải là kẻ thay đổi cuộc chơi ở Ukraine. Lầu Năm Góc cho biết thời gian đào tạo phi công Ukraine sẽ phụ thuộc vào trình độ của họ. Thông thường phải mất khoảng 8 tháng để đào tạo một phi công Mỹ tương đối thiếu kinh nghiệm cách lái F-16 sau khi những phi công trình độ cao hơn có thể học trong khoảng 5 tháng. Thưa quý vị, Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã lần đầu tiên công khai đáp trả lời đe dọa dạ tử hình của cựu Tổng thống Donald Trump đối với ông sau khi ông Donald Trump cáo buộc hành động của Đại tướng Milley là phản quốc. Thời báo Hoàn Cầu mới đây đưa tin, Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã lần đầu tiên công khai đáp trả lời đe dọa tử hình của cựu Tổng thống Donald Trump đối với ông. Tướng Milley, người được ông Trump đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ khi còn đương nhiệm, sẽ nghỉ hưu vào thời gian sắp tới. Trước đó, cựu Tổng thống Trump đã sa thải ông Milley trên mạng xã hội, chỉ trích vai trò của vị tướng này trong việc rút quân khỏi Afghanistan và cho rằng vị tướng này thôi chức vụ là đáng ăn mừng. Ngoài ra, bài đăng còn đề cập đến việc ông Milley đã có những cuộc điện đàm bí mật với những người đồng cấp Trung Quốc trong những tháng cuối nhiệm kỳ của ông Trump. Thượng viện Mỹ hồi tháng 9 năm 2021 được cho là nhận được thông tin Đại tướng Mark Milley trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã hai lần gọi điện cho Thượng tướng Lý Thác Thành, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Tại một cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào thời điểm đó, một phóng viên đã hỏi về phản ứng của Trung Quốc khi chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley gọi điện cho quân đội Trung Quốc để nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào quốc gia Đông Á. Trả lời vấn đề, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết: "Tôi không nắm rõ tình hình cụ thể mà ông Milley đề cập, nhưng điều tôi có thể nói với bạn là với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Trung Quốc và Mỹ đều sẽ được hưởng lợi từ sự hợp tác và sẽ thiệt hại nếu đối đầu. Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 22 tháng 9 vừa qua, cựu Tổng thống Trump cáo buộc hành động của Đại tướng Milley là phản quốc. Ông Trump viết, nếu các báo cáo là đúng, ông ấy thực sự đang làm việc với Trung Quốc để họ hiểu suy nghĩ của Tổng thống Mỹ. Đó là hành động sai lầm. Nếu như trước đây, hình phạt sẽ là tử hình. Chiến tranh giữa Trung Quốc và Mỹ có thể là kết quả của hành vi phản quốc này. Trong một đoạn video từ chương trình 60 Minutes của đài CBS phát sóng hôm 27 tháng 9, tướng Milley đã lên tiếng về những bình luận của ông Trump, nhấn mạnh rằng trong hơn 44 năm, ông đã trung thành với hiến pháp Mỹ và sẵn sàng chết để ủng hộ và bảo vệ hiến pháp. Ông Milley nói, vì vậy tôi sẽ không bình luận trực tiếp về những lời nói đó, nhưng tôi có thể nói với bạn, quân đội này, người lính này sẽ không bao giờ phản bội hiến pháp và khẳng định rằng không có gì sai trái hay mang tính phản quốc trong các cuộc điện thoại của ông với Trung Quốc. Vị tướng hàng đầu của quân đội Mỹ nói thêm, Tôi đã có đầy đủ các biện pháp bảo vệ an toàn. Tôi ước gì những bình luận đó không được đưa ra, nhưng thực tế nó đã xảy ra. Và tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an toàn cho tôi và gia đình tôi. Về mối quan hệ giữa cựu Tổng thống Trump và ông Milley, CBS cho biết hai người đã có những bất đồng công khai trong nhiều năm một cuốn sách xuất bản vào năm 2021, tiết lộ ông Milley lo ngại ông Trump có thể cố gắng giành lại quyền lực sau thất bại tại bầu cử Mỹ 2020. Cùng năm đó, ông Milley từ chối bình luận về thông tin này. Theo CNN, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 25 tháng 9 cũng bày tỏ lo lắng về khả năng ông Trump một khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 có thể trả đũa những người đối phó và chống lại ông trong thời gian qua. Starshield thuộc nhóm dự án đặc biệt của SpaceX và được tập đoàn này công bố vào cuối năm ngoái như một phiên bản quân sự của công nghệ vệ tinh Starlink. Phan ngôn viên của lực lượng không quân Al tiết lộ với hãng Bloomberg News, với giá trị 70 triệu đô la Mỹ, thỏa thuận giữa SpaceX và Lầu Năm Góc sẽ cung cấp dịch vụ Starshield thông qua mạng lưới vệ tinh Starlink, các thiết bị đầu cuối, thiết bị phụ trợ, quản lý mạng và các dịch vụ liên quan khác. Dự kiến mạng lưới Starlink sẽ hỗ trợ 54 đối tác sứ mệnh cho các lực lượng lục quân, hải quân, không quân và tuần duyên Mỹ. Trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X trước đó, tỷ phú Musk xác nhận SpaceX đã đạt được thỏa thuận với lực lượng không gian Mỹ, khẳng định dự án Starshield sẽ thuộc sở hữu của chính phủ Mỹ và do Bộ Quốc phòng kiểm soát. Tin tức về thỏa thuận quân sự xuất hiện sau một thời gian lầu năm góc đánh giá kỹ lưỡng vai trò của SpaceX ở Ukraine Công ty này đã cung cấp kết nối Internet cho quân đội Ukraine trong bối cảnh xung đột nổ ra sau khi Nga tiến hành cuộc xung đột ở Ukraine. Trong cuốn tiểu sử về tỷ phú Musk được xuất bản gần đây của nhà báo kỳ cựu Walter Isaacson, năm ngoái ông Musk đã từ chối mở rộng phạm vi phủ sóng của Stalin tới Crimea và cản trở hoạt động quân sự của Ukraine. Vai trò của Stalin trong cuộc xung đột đã vô tình tập trung phần lớn quyền lực địa chính trị vào tay tỷ phú Musk. Vào tháng 6 năm nay, tờ Bloomberg đưa tin, Lầu Năm Góc đã ký hợp đồng trả tiền cho SpaceX để kết nối vệ tinh cho quân đội Ukraine. Trước đó, theo tờ Alpais dẫn nguồn tin riêng cho biết, quân đội Ukraine muốn thay thế Internet vệ tinh Starlink do SpaceX cung cấp. Đây được xem là quyết định khó khăn khi Starlink là hệ thống thông tin liên lạc chính của binh sĩ Ukraine ngoài chiến trường. Tờ Alpais cũng cho biết thêm, các quan chức Ukraine hy vọng Mỹ và các quốc gia đồng minh đảm bảo việc dừng sử dụng Starlink sẽ không tạo thêm khó khăn cho quân đội Ukraine trên chiến trường. Trong khi đó, các quan chức quốc phòng Ukraine thừa nhận họ ít có lựa chọn thay thế cho Stalin, nhưng quá trình này vẫn phải diễn ra. Nguồn tin của Elpais từ chối cung cấp thông tin chi tiết do đây là bí mật quốc gia, đồng thời khẳng định Mỹ và Ukraine đang thực hiện một số dự án thay thế Stalin. Tuy nhiên, nguồn tin của Elpais cũng cho rằng không có Stalin, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 7 với New York Times, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số kiêm Phó Thủ tướng Ukraine Mikhail Fedorov đã mô tả Starlink là mạch máu của toàn bộ cơ sở hạ à tầng truyền thông của Ukraine hiện nay, đồng thời thừa nhận lo ngại về việc phụ thuộc quá mức vào các vệ tinh SpaceX. Trong bối cảnh đó, Quinny Shortwell, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của SpaceX, đã xác nhận rằng công ty sẽ cắt tín hiệu Starlink để ngăn Ukraine sử dụng nó điều khiển máy bay không người lái, thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự của Nga. Quá trình này sẽ diễn ra vào mùa đông 2023. Ông Winnie Shortwell cũng nhấn mạnh rằng SpaceX không ủng hộ việc Starlink bị quân sự hóa dưới bất kỳ hình thức nào. Thông tin của Elpice được đưa ra sau khi hồi đầu tháng này, tỷ phú Elon Musk thừa nhận rằng năm ngoái ông đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào bán đảo Crimea bằng cách từ chối cho phép lực lượng của nước này sử dụng Starlink để dẫn đường cho UAV. Lời thừa nhận của tỷ phú Mỹ đã tạo ra làn sóng chỉ trích từ Kiev Giám đốc điều hành của SpaceX đáp lại lời cáo buộc bằng cách giải thích rằng ông không có nghĩa vụ phải đấu tranh cho Ukraine, đồng thời nói thêm rằng ông không muốn SpaceX trở thành một phần của cuộc giao tranh và khiến xung đột thêm gia tăng. Các nhà nhập khẩu Trung Quốc được cho là đã mua số lượng lớn ngô từ Ukraine trong hai tuần qua. Các tàu hàng có thể xuất phát từ hành lang nhân đạo mới của Ukraine hoặc từ cảng ở Romania. Theo hãng tin Reuters, thông tin được tiết lộ bởi các thương nhân ở châu Á và châu Âu hôm 28 tháng 9. Họ không thể nói khối lượng chính xác, song một số người cho biết Trung Quốc đã mua vài trăm nghìn tấn ngô từ Ukraine. Một thương nhân tại Singapore nói rằng các nhà nhập khẩu ở Trung Quốc đã mua khoảng 10-12 đến 12 lô hàng cỡ Panamax, cỡ tàu có sức chứa hơn 60.000 tấn ngũ cốc cho lô hàng tháng 11, tháng 12. Thương nhân này nói, tính đến thời điểm hiện tại, ngô có xuất xứ từ Ukraine rẻ nhất. Nguồn tin từ chính phủ Ukraine xác nhận với Reuters việc nước này đã xuất khẩu ngô sang Trung Quốc, cho rằng đó là một xu hướng tốt với ngô Ukraine. Tuy nhiên, họ cũng không tiết lộ khối lượng chính xác đã bán. Ukraine là một trong những nước sản xuất ngũ cốc lớn trên thế giới. Nước này chủ yếu trồng và xuất khẩu lúa mì, ngô và lúa mạch. Lượng ngũ cốc lớn ở Ukraine nếu ngưng xuất khẩu có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu. Ở một diện biến khác, Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Thương mại Ukraine Taras Kaka vừa qua cho biết Kiev có thể rút đơn khiếu nại Ba Lan, Hungary và Slovakia ở Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nếu ba nước thành viên Liên minh châu Âu EU này cam kết không áp dụng các biện pháp hạn chế đối với hàng hóa Ukraine trong tương lai. Thứ trưởng Kaka nhấn mạnh, cả Ba Lan, Hungary và Slovakia đều không có quyền áp đặt các hạn chế đơn phương đối với hàng hóa Ukraine, cho rằng các lệnh hạn chế như vậy là bất hợp pháp và không thỏa đáng. Thứ trưởng Kaka cho rằng, việc đệ đơn kiện lên WTO là bước đi phù hợp. Ông khẳng định, chỉ khi ba nước đảm bảo không có những hạn chế như vậy trong tương lai, Kiev mới tuyên bố rằng tranh chấp đã được giải quyết. Hồi tháng 5 năm nay, Ủy ban châu Âu EC đã cấm nhập khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hướng dương của Ukraine sang Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Slovakia và Romania. Các nước này cho biết ngũ cốc giá rẻ được miễn thuế từ Ukraine, đổ bộ đang làm mất giá sản phẩm sản xuất trong nước gây ảnh hưởng tới nông dân địa phương và nền kinh tế của họ. Lệnh cấm này đã hết hạn ngày 15 tháng 9 vừa qua và EC đã quyết định dỡ bỏ các hạn chế tạm thời áp đặt đối với ngũ cốc của Ukraina. Mặc dù vậy, Ba Lan, Hungary và Slovakia vẫn quyết định đưa ra các hạn chế đơn phương đối với việc nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraina. Ba nước khẳng định đang hành động vì lợi ích của nền kinh tế trong nước và các động thái của họ nhằm bảo vệ nông dân khỏi tình trạng dư thừa nông sản. Trong năm 2022, khoảng 60% ngũ cốc Ukraine đã được trung chuyển qua 5 quốc gia Đông Âu nêu trên theo hành lang đoàn kết, thay thế cho tuyến trung chuyển qua Biển Đen gặp nhiều trở ngại kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra từ hồi cuối tháng 2 năm 2022. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm Nóng Quốc tế trên VTC News ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!